Còn bây giờ là Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật, Ngài có hứa rồi. Ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm thì đặng Thầy cứu cho. Thì quý vị thấy sắp Ngài đảo Hải Di Sơn, kính tôi đảo Hải Di Sơn là dời non đó, đổi biển đó quý vị. Do cơn di dịch từng quần mà ra, nhân với vật thiết tha tha thiết, khắp hoàn cầu chém giết lẫn nhau, thay nằm giường thể núi cao, máu trôi ngập đất khác nào nước dân, cảnh khổ thảm quỷ thần phải khiếp, cảnh đói khát quỷ thần cũng khiếp, sự oán hờn trời đất cũng kinh, mới có nhiều chứng bệnh phát sinh, lương y đành phải ngồi khoanh mà nhìn, cảnh khổ thảm muôn nghìn xảy tới, dân khắp trong thế giới chịu chung, lòng người càng lúc càng hung, nạn tai cùng càng lúc khắp cùng chưa thôi, nạn đến nỗi nhà voi nhà gạch bị tiêu ra đất mịt mù, do lòng người chẳng chịu tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính Đức Thầy. Chào tất cả quý đồng đạo trong ngoài nước kính mến. Hôm nay cũng là hữu duyên cũng gặp quý bạn YouTube, cũng muốn trao đổi nhắc nhở để đưa những tinh hoa Phật pháp cũng như lời vàng tiếng ngọc của Đức Phật Đức Thầy lên trên cộng đồng mạng để cho quý đồng đạo hữu duyên thì nghe để mà tu hành hạnh phúc gia đình và hầu tránh những cái tai trời ách nước mà hiện nay đó là chiều hướng nó gia tăng đã quá nhiều rồi. Thì mình thấy ai mà là người là có cái tầm mắt khách quan từ trên thế giới và trong nước chúng ta là nhất là Trung Quốc, từ ngày mà dịch Covid-19 đến giờ là bên Trung Quốc là nhiều tỉnh là bị động đất, mưa lũ rồi là ngập đường xá, mà chỉ có bên nước Trung Quốc là 1 tỷ 4 dân, cho nên kinh tế là gần như nhất nhì trên thế giới, cho nên xe hơi ô tô của bên nước của họ đó nó gặp nạn rồi nó trôi rồi với tốc độ mà mấy chục km giờ mà nó đụng vô chướng ngại vật mà xe không chạy mà chỉ trôi nước thôi, chiếc nào chiếc nấy là bể kiến móp rồi nó tấp lại dưới hạ nguồn là như thể củi vậy đó, cũng như là bãi xe phế liệu đó quý vị. Thì kính thưa quý vị, Đức Thầy cũng có tiên đoán trước ở trong quyển gì rồi, Ngài nói là khắp thế giới cửa nhà tan nát, cùng xóm làng thưa thớt quạnh hiu. Thì kính thưa quý vị, cái lời văn của Đức Thầy là nói một cái câu văn là khắp và cùng, thì tức là nó chắc không còn sót cái chỗ nào hết. Cho nên từ chỗ đó là nếu ai hữu duyên thì đã mở tầm thính giác mà để xem người các châu di đua chen nhau chế tạo những gì, dựa vào đó an nguy sẽ biết. Thì kính thưa quý vị, những cái lời văn của Đức Thầy đã có tiên đoán trước rồi, phải xả thân tầm bát nhã thoàn thì mới khỏi hầm tha sâu bắc, đến chừng ấy bốn phương có giặc thì khắp hoàn cầu mới thiết thiết tha tha, dậy sớm mau kiếm chữ ma ha thì Phật cứu khỏi nơi khói lửa. Thì kính thưa quý vị, điều này 84 năm Đức Thầy đã mở đạo, đã dạy trên dưới 80 năm rồi, nhưng mà Ngài đã là một vị cổ Phật, Ngài đã biết trước tất cả chúng sanh trong miền hạ giới này. Ngài nói rất buồn bá tánh biết bao, nạn nguy sắp đến mà ngao du hoài nè. Đó thì cũng như là chú Tâm mới hỏi cái câu mà trong quyển gì, Thầy nói đời tận thế mà còn lần lửa. Rồi Phật giả là Ngài cũng có nói tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Và ông Thanh Sĩ cũng có tiên đoán nữa, Ngài nói biến thiên diệt ấy không xa, nhưng buồn cõi thế ít mà lo tu. Hoặc giả là Ngài cũng nhắc chúng ta là dù không có cuộc biến thiên cũng tu cho giải nghiệp duyên luân hồi, huống chi đã đến lúc tận đời thì sự tu cần phải trao dồi nhiều hơn. Thì kính thưa quý vị, từ lâu đến giờ quý vị đã thấy là ở trong xã hội rồi, nếu mà cái gia đình nào mà tu hành tích làm những cái việc phước đức thì luôn luôn được hạnh phúc, như Đức Thầy có dạy tu cầu gia đạo được vuông tròn và chồng hòa vợ thuận thì cháu con sẽ thảo hiền. Tức là có đạo có đức rồi đó thì Phật sẽ hóa giải khổ thành vui, rắc rối thành suôn sẻ. Cho nên ở đời tu hiền thì Đức Phật đã dạy rất rõ rồi, tu cầu Phật hóa tánh tình, lưới mê chẳng buộc mình mới nhẹ mình tiêu dao.
thì người tu phải được hạnh phúc, cho nên ngài nói thương đời ta cũng đánh liều, khuyên trần đời tu tỉnh ít nhiều cũng hay. Hoặc giả rằng thương đời ta cũng ráng thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân. Nếu tu hành mà không được đức ân thì ta chẳng phải sát thân người đời. Thì kính thưa vị, đây là lời của một vị Đức Phật đã quán thông thiên văn đạt địa lý dạy chúng ta. Thì quý vị thấy là từ 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 đến nay là tháng 8 dương lịch của năm 2023 rồi, thì quý vị thấy là trên dưới đã 84 năm tròn rồi. Thì lời ngài dạy thì hiện nay thấy nó ứng nghiệm gần như 90 đến 95% đó quý vị. Bây giờ làm thấy coi, quý vị thấy khắp trên thế giới đi, gần như nước nào cũng có là lở núi, mưa lũ đá chài, rồi dòi rồng lốc sấy lũ quét. Bây giờ ngày gần đây trong non một tháng nay thôi, 20 ngày trở lại thôi, thì huyện Gò Quao của tỉnh Kiên Giang thì cũng lũ quét 2-3 điểm, Sóc Trăng cũng có luôn. Rồi tỉnh Kiên Giang thì huyện Hòn Đất cũng có. Rồi ở bên Đồng Tháp thì nghe đồng đạo nói ở bên huyện Thanh Bình cũng vẫn có cái vụ lốc sấy lũ quét. Rồi Cai Lậy Tiền Giang, rồi ở ngoài Bình Thuận, Nha Trang cũng có. Rồi cái ngoài tỉnh Yên Bái cũng có. Rồi cái làng Mù Cang Chài ở ngoài miền Bắc đó, nhưng mà nó cũng có tỉnh là lân cận Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn đó quý vị. Thì nghe nói là cả làng nó sau cái cơn mà lũ quét đi qua rồi, nó gần như nó san bằng một số khu ngôi làng ở đó luôn. Rồi quý vị thấy giờ cũng như ở Bảo Lộc, Lâm Đồng, Đắk Lắk đó, Đắk Nông đó, thì sau khi những cái trận mà sụt lở núi làm hư đường xe 46 ghế là bế tắc không lưu thông được, bị gì cát nó chôn vùi rồi bánh xe không thể hoạt động được, rồi chôn vùi cái cơ sở của công an, là dùi lắp ba công an và một người dân lại tiếp dời đồ của trong cái cơ quan công an đó. Thì mình thấy báo đài đăng lên rất là nhiều, rồi sau đó chỉ có ít hôm thôi thì cũng đài Tuổi Trẻ, báo Nhân Dân thì đăng là cũng ở Đắk Nông, đường mà nó nhiều cái chỗ nó nứt ra là 5 tấc luôn, 2 tấc đến 5 tấc, và sụt lún đường là cũng như cái đường nó đắp cát nó bơm. Rồi bây giờ lâu ngày mạch nước ngầm nó rò rỉ sao mà nó chảy trống cái chân cát chứ hết. Thì khi có những trận mưa lũ xe hoạt động thì nó sập đường, nó sập xuống bọng lỏng ở đó luôn. Rồi lại nghe tới 2 cái tiếng nổ lớn luôn. Đó là quý vị thấy bây giờ là những cái lời tiên tri mà con người phải đối phó với thiên tai địa ách. Nếu mà không tu không chưởng phước duyên là không thể tồn tại được. Cái điều này thì kính thưa quý vị, có nghe ông Thanh Sĩ giải trình ở trong quyển Ánh Sáng Từ Bi như sau. Ngài nói sau đây đổi đất thay trời, kẻ còn sống sót trên đời hiếm hoi. Nếu đường chánh đạo không noi thì khó mong tồn tại để coi Phật trời. Và nếu ai muốn sống coi đời phải nên ăn ở theo lời kệ kinh. Trước là phải kính Tam Bảo, lo gìn ngũ giái. Là Tam Bảo là ba cái vị Phật Pháp Tăng quý báu đó quý vị. Gìn ngũ giái là cử sát sanh, đạo tặc là ăn trộm, rồi là tà dâm và uống rượu, giọng ngữ, đó là 5 cái ngũ giới đó. Kính Tam Bảo, lo gìn ngũ giới và ăn tứ chay cúng lại bốn phương. Thì cũng như ăn tứ chay là Đức Thầy dạy là chay 4 bữa ấy là quy tắc của cả khùng chỉ dắt chúng sanh, và cúng lại bốn phương là Đức Thầy có nói là ra đi để lại một bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng, là đầu hôm và sớm mai. Cái bài cúng đó cũng như Đức Phật Thầy dạy trong cái điều khuyến tu thứ 6 đó. Điều thứ 6 thiết tha Thầy dặn ngài hay thời lẳng lặng công phu. Việc chi dù lắm cần cù cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu, khi rảnh việc đồng sâu chợ búa đem sách kinh tự của thầy ban học cho thông thuộc đôi hàng mà ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn. Thì kính thưa quý vị, từ chỗ đó hãy nghe theo lời kinh Phật dạy thì chúng ta mới thoát được tai nạn. Ăn tứ chay cúng lại bốn phương, thì kính thưa quý vị, cái cúng lại bốn phương này Đức Thầy cũng có dạy trong quyển 4 rất rõ rồi,
Ngài dạy chúng ta là phải quy căn cùng nhau hội hiệp và ráng mau chân mới kịp đạo màu. Sớm với chiều phải gắn chí nguyện cầu thì mới được tòa chương dựa kế. Kính thưa vị Đức Thầy dạy là tòa chương là danh từ chung, tức là tòa sen và quy chương của Phật ban thưởng chúng ta. Điều này ông Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta, mà muốn qua những cái cơn đại nạn đó thì phải là biết tu hiền, ráng niệm Phật, ráng hiền tâm tánh, ngày hai thời cúi kính dâng hương. Đến chừng có đại họa ương sẽ nhờ đó là chư Phật mười phương giúp vào đó. Thì kính thưa vị, cái cúng lại trong hai thời đó là chúng ta là nghe theo lời Đức Phật, Đức Thầy, là chúng ta là tu niệm, tu hành không có tốn xu mà sao thoát khỏi lao tù thế gian. Thì đó là chúng ta đóng bảo hiểm ngân hàng Tây Phương mà khỏi phải tốn tiền, khỏi phải đóng tiền vô, nhưng mà kết quả nó rất là mỹ mãn. Cũng như là chúng ta gửi tiền ngân hàng thì đông quá nó có đôi khi nó cũng bị lệch lạc do thị trường chứng khoán nó biến động, mà cái ngân hàng nó cũng sẽ dao động, rồi nó cũng ảnh hưởng đến đồng ngân tiền lời tiền lãi của chúng ta. Còn bây giờ đối với ngân hàng Tây Phương của Đức Phật Tổ A Di Đà đó quý vị, là không có sai lệch một mãi lông một cọng tóc luôn. Cho nên là từ đó giờ chúng ta mai duyên thì được Đức Thầy chúng ta là khùng dân lĩnh Tây Phương Phật Tổ đó, nên giáo truyền khắp cả Nam Kỳ. Tây Phương Phật Tổ là đó là chỉ cho Đức Phật Tổ A Di Đà nghe quý vị. Còn là ví dụ như là Phật Tổ của ta bà giáo chủ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni, ngài là giáo chủ của cõi ta bà. Còn Đức Phật Tổ A Di Đà là ngài giáo chủ của cõi cực lạc, tức là ngài quản trưởng hết cái vũ trụ vạn hữu này. Cũng như trên cao hết thì có Đức Ngọc Đế, Đức Ngọc Hoàng, Đức Ngọc Đế Nam Tào Bắc Đẩu, và là ngài Phật Tổ A Di Đà thì kính thủy nó cũng như cái guồng máy hành chánh của một trung ương đảng vậy đó, có tổng bí thư, có chủ tịch nước, rồi có thủ tướng, có chủ tịch quốc hội, rồi đó là nó cũng có chủ tịch mặt trận và nhiều cái ban ngành. Thì cái trong vũ trụ vạn hữu này, cái định lực của tạo hóa đó cũng có là Đức Ngọc Đế, Phật Tổ A Di Đà, rồi Quan Thế Âm Bồ Tát, rồi Đức Phật Di Lặc, Đức Phật Quan Âm, rồi vân vân. Cái hệ thống đó là nó rất là màu nhiệm. Cho nên bây giờ chúng ta đã mai duyên đã được Đức Phật, Đức Thầy dân năm sắc lệnh chỉ dạy chúng ta, thì ai mà nghe theo tu hành thì sẽ được hạnh phúc an vui, không có cái gì gọi là phiền hà. Tại vì chúng ta tu hành chân chất đúng theo Đức Phật chỉ dạy thì chúng ta sẽ có cái tín hiệu thôi. Còn bây giờ những ai mà kém duyên mà làm không trọn vẹn thì sẽ không được các ngài độ cho nó một cách 100%. Coi như là cũng như chúng ta là học bài ở trường, nếu chúng ta thuộc bài nó rành rẽ thì chúng ta sẽ được 10 điểm, mà kém lần thì nó sẽ 9 điểm, 8 điểm, 7 điểm, 6 điểm, 5 điểm, 4 điểm, 3 điểm, 2 điểm, 1 điểm, vân vân. Đó là do cái sức hiểu biết và cái sự tu hành mà thi thố công đức nhiều thì đạt chuẩn cao. Thì kính thưa quý vị, cái điều này thì nó rất là rõ ràng rồi. Thấy hồi đó giờ thì những cái gia đình nào mà kém tu, kém thi hành đạo đức thì bây giờ cái tai họa gì? Một là đau ốm khổ sở, không có tiền để đi lo bác sĩ. Còn hai nữa là tai nạn giao thông đó. Một người mà bị tai nạn giao thông mà nếu nó chấn thương sọ não thì phải tốn bao nhiêu chục triệu. Gãy một cái chân, gãy một cái tay thì bao nhiêu chục triệu, mà nó phải khổ sở trong gia đình. Một người đó đã không còn lao động được mà phải tốn tiền, mà phải là thành viên trong gia đình liên quan phải ít nhất bỏ ra một hai người thay phiên với nhau để mà chăm sóc nạn nhân đó quý vị thấy. Cho nên hằng ngày chúng ta đi đường thấy cái cơ quan chức năng của giao thông người ta hay biểu dương đó, không nên phóng nhanh vượt ẩu nè, đừng nhanh một phút mà chậm cả đời. Hay là tai nạn giao thông là nỗi bất hạnh của gia đình xã hội, bây giờ ai cũng biết hết quý vị ơi. Người xưa người ta nhắc ngừa bệnh là phải hơn trị bệnh, phải không? Đó. Thì bởi vậy cho nên Khổng Tử có nói là cẩn thận là vạn niên trường. Tất cả gì chúng ta cẩn thận là dè dặt đề phòng thì chúng ta sẽ vượt qua. Còn bây giờ chúng ta ỷ y mà không ngờ
thì chúng ta sẽ là gặp những cái chuyện đó là sự cố nó đáng tiếc xảy ra. Điều này là các ngài cũng có dạy mà. Thầy chúng ta thì dạy mà đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức phải suy xét cho minh lý rồi mới phán đoán việc ấy. Đó, bây giờ nếu chúng ta làm mà không xét thì chúng ta sẽ bị nó là những cái sự liên miên nó sẽ thất bại. Cho nên ngành nghề gì, sở trường gì chúng ta phải am hiểu là chúng ta mới thành công. Còn chúng ta làm bướng làm càng là nó dễ thất bại. Phải tính nước thắng nước thối. Cũng như là trong kinh nói đó, bất luận là kẻ dốt hay thông, khi nhắm mắt cũng đồng thấy tối. Không lấy đạo để làm đường lối thì khó lòng biện nổi giả với chân. Mà say mê rồi dù bực thánh nhân cũng tâm tối không hơn phàm tục. Nếu chẳng lấy trí gạn trong lóng đục thì đâu bằng người thất học biết suy. Khi tai nghe mắt thấy những gì, chớ tin bướng phải tri thiện ác và tìm hiểu cái hiền hay cái dữ đó quý vị. Rồi ngài mới nói thêm, chỉ một phút để cho sai lạc thì suốt cả đời chưa chắc hối xong. Thì kính thưa quý vị, tất cả những chuyện gì mà chúng ta mà thi thố, nếu mà chúng ta không suy xét kỹ càng mà làm hơi bướng càng tốc hành, mà khi nó xảy ra cái thất bại đáng tiếc rồi muốn khắc phục là không phải dễ. Cho nên cái điều này nước đổ rồi hốt sao cho kịp, hoặc giả là chén kia khi bể dù khéo tay không không thể gắn liền, quả đến rồi niệm Phật sao yên. Đó là kính thưa vậy, đó là những cái lời các ngài chỉ chúng ta phải đề cao cảnh giác để chúng ta được hạnh phúc an vui trong cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Giờ hiện nay đó là quý vị thấy đó, vừa rồi chú Tâm có hỏi đời tận thế mà còn lần nữa là bây giờ chữ tận thế, chữ thế là đời, chữ tận là nó đến là cái tận cùng, cái chí cùng của nó rồi, là cái sự tiêu diệt loài người do thiên tai địa ách rồi nhân tai nữa, rồi nào là bệnh tật nữa. Đó, thì bây giờ chúng ta mà khi mà vướng họa vô rồi là có ai mà khắc phục nhanh được không quý vị? Cũng như Đức Thầy dạy đó, cái việc tu thân mà thiện tín hẳn hời chừng họa đến e cho khó tránh. Còn bây giờ là Đức Thầy chúng ta là một vị cổ Phật, ngài có hứa rồi, ngày nay thế cuộc đổi xây, ráng lo tu niệm thì đặng thầy cứu cho. Thì quý vị thấy đây là ngài đã dâng năm sắc lệnh và ngài cũng có năm sứ mệnh rồi, cho nên nó là ngài có hứa chúng ta rồi, nếu chúng ta cố gắng tu thì đến lâm cảnh khổ có ta giới lệnh Phật Bà cứu vớt giùm cho. Tính tụi vậy, nó do nơi đó mà ngài réo kêu chúng ta là cả kêu bá tánh hỡi ôi, sao không thức tỉnh việc đời gần bên, khổ đà đi đến như tên. Ráng lo tu niệm tìm cái nền vinh hoa vinh này của Đức Phật Bà, của ông Phật Tổ ban mà cho dân. Thì kính tụi vị, Phật Bà là Đức Quan Thế Âm Như Lai Bồ Tát, và ông Phật Tổ là cũng như Phật Tổ A Di Đà và Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni đó, hai ngài là một vị cổ Phật, cho nên là tuổi sống của các ngài là trường thọ vĩnh cửu vĩnh hằng, và cái quán thông của hai ngài là nó vô biên vô tận. Cái tổng đài viễn thông của điện thoại chúng ta đó nó chứa bao bao nhiêu triệu thuê bao, nhưng mà đôi khi chúng ta điện đông giờ cao điểm thì nhiều khi nó còn nghẽn mạch nó cái Zalo của chúng ta cũng như là cái tín hiệu nó bị kém, nó không ổn định đó. Thì quý vị thấy ai sử dụng thì cũng có ít nhiều, nhưng mà theo tôi là cái tổng đài của Phật Tổ A Di Đà là không bao giờ nó lệch tới một cọng tóc mãi lông đâu quý vị. Bởi vì Phật là từ bi vô hạn, Phật là nhiệm màu tột cùng nó, cho nên nó từ chỗ đó chúng ta nghe theo lời Đức Thầy chỉ dạy thì rất là hạnh phúc. Mình thấy là trong xã hội nếu ai mà chịu trì chay giữ giới làm thiện và chủng có phước lành cứu khổ ban vui cho xã hội, thường thường thì các ngài cũng dạy rất rõ ràng mà, rửa vật dơ thì là dùng nước trừ tội phàm, phải lấy phước mà trừ, trong nhất thời nếu làm việc đại từ thì có thể tiêu dư đại tội. Chúng ta làm được cái phước lớn thì chúng ta mới tiêu được cái tội to, cũng như cái đòn cân tội phước mà Đức Thầy thường dạy chúng ta vậy đó. Nếu mà tội nhiều phước phước ít là khó dung cho trần. Cho nên kính thưa vị, chú Tâm có hỏi thầy viết trong quyển gì, đời tận thế mà còn lần lựa, tức là bây giờ con người chúng ta sống đây vì chén cơm manh áo hàng ngày, vì cuộc sống
làm ăn nó nhiều cái mặt, kẻ thì nông nghiệp, người công nghiệp, người thì thợ thuyền, xe cổ, đủ thứ cái ngành nghề để nuôi sống cái thân. Cho nên mỗi người nó cũng lo toan theo gì cái chén cơm manh áo mà tranh đấu sao cho có đồng tiền. Rồi đôi khi cái sự tu hành nó phải bị khuyết điểm, nó yếu kém, nó không có đạt chuẩn tốt đẹp. Thì từ chỗ đó là chúng ta là bị cái ta bà khổ này, mà chúng ta kém duyên không tu hành, mà khi đi đến cái tai họa rồi là chúng ta tránh không được. Cũng như Đức Thầy thường dạy vậy đó, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng quả đến là e cho khó tránh. Cho nên vì những chén cơm manh áo là ăn uống bận rộn rồi, cái sự tu hiền không được nhanh, cho nên Thầy mới nói là lần lửa, đời tận thế mà còn lần lửa. Lần qua cái cơ ăn công ăn chuyện làm này, rồi lựa đó thời gian nào rảnh rỗi, xong công việc hết mới tu được. Thì như vậy là trẻ bảo tu hẹn chờ có tuổi, già cho rằng chưa rỗi để tu, hết xuân rồi lại đến tu. Cứ lần lựa tới khi vào quách quan. Thì kính thưa vậy đó là Đức Thầy cũng có dạy rồi, khuyên niệm Phật than rằng chưa rảnh, lúc bắt hồn mắc việc cũng đi. Cũng như là cái câu văn mà không tu để kiếp lần mòn, thì vô thường đến bắt là không còn phương tu đó. Thì bây giờ là do cái lần lửa, đời tận thế mà còn lần lửa, chẳng chịu mau cải giữ về lành. Thì kính thưa quý vị, bây giờ cái câu văn tại sao Đức Thầy dạy là chẳng chịu mau cải giữ về lành. Bây giờ thì trong xã hội có nhiều người làm ăn cái nghề lương thiện, mà có người làm không lương thiện là như thế nào? Là ví dụ nghề là sát sanh, săn bắt, rồi làm những cái chuyện nó phi pháp, mà nó dính ở trong cái làm cho khổ sở cái đời sống người đời, và khổ sở là cho những gia súc, súc vật, và làm những nghề là bất chánh, là cũng như tất cả những nghề gì mà nhà nước người ta đã nghiêm cấm rồi, mà người ta gặp mình vi phạm là người ta sẽ bắt và người ta quản lý hết cái tài sản đó. Thì kính thưa vì cái điều này đó, nó cũng quá rõ ràng, nó hàng mấy chục năm qua rồi. Nhưng mà rất tiếc rằng hiện nay nó có nhiều người giàu có, mà theo đúng ra là kinh doanh những nghề gì khác cho nó thiện, nó lành, để cho có phước mà tránh ra những cái tai họa, mà vẫn tham gia những cái ngành nghề mà trước thì trong Đức Phật đã cấm, mà luật pháp của nhà nước người ta cũng cấm. Nếu mà vi phạm, hàng quốc cấm, hàng lậu, hay là mua bán cái chuyện cờ bạc gì, thì gặp là người ta sẽ quản lý, người ta bắt phạt và quản lý là cái số tiền đó hết luôn. Nhưng mà tại sao người đời là mình không suy xét để mình làm lại cái đường ngay nẻo, thẳng, hạnh phúc, an vui? Vậy kính thưa vị, điều này xin lỗi tất cả những là người mà có trí thức, nên là thấy vào con cháu, thân nhân, gia đình của mình làm những cái nghề đó đó, thì ráng hết sức khuyên lên để cho trở lại hạnh phúc an vui gia đình. Tại sao chúng ta tu hành mà Đức Thầy dạy Nam Mô Mô Phật Từ Bi, miệng thì niệm Phật mà lòng thì tà gian, rồi tưởng Phật được lúc đầu hôm mà đêm khuya muốn giật nồi cơm của người, hay bước vào chùa thấy Phật lại dài, lui khỏi cửa lại ra tay cấu xé? Thì kính thưa quý vị, tất cả những cái chuyện gì trong gia đình thì mình thấy hầu hết là cha mẹ ông bà thì cũng lo công ăn việc làm, nhưng mà con cháu nó đi làm những việc phi pháp, vi phạm xã hội, từ nhan nhản ở trước mắt mà nhiều khi la nó còn không nghe, hay hoặc giảng là nó làm lén nó ở sau lưng thì không thấy. Cũng như bây giờ nó chạy xe móc bô, nó để tóc vàng, nó xăm tay xăm chân cùng mình, nó tổ chức để nó đua xe đó. Thì như vậy là cha mẹ ông bà thiếu khách quan, coi con cháu mình nó đôn dên chiếc xe, nó tạo hình thức biến dạng chiếc xe thế nào, vi phạm pháp luật mà mình không la chằng nó, thì để nó lén lút mà khi nó đua xe có đôi khi là nó té mà ở bệnh viện mà báo cáo là con cháu mình đã tử vong, thì lúc đó là nghe là mình chỉ còn khóc hẳn, quẹt nước mắt mà mình không có làm cái gì được hết. Bây giờ nó đã xảy ra, nó chiều hướng trong gia tăng đó quý vị. Điều này thì xin lỗi, mình nhắc nhở tất cả quý đồng đạo mình quan tâm được thì mình phải nhẹ, bởi vì đây là một cái điều Đức Khổng Tử có viết hai câu nha văn như sau: nhân vô diễn lự,
tất hữu cận ưu. Thì chữ nhân là người, vô là không, lự là lo, diễn là xa. Tức là người không lo xa thì sẽ có phiền gần. Đó tức là nhân vô diễn lự, người không lo xa. Tất hữu cận ưu là tất là sẽ có, chữ hữu là có, chữ cận là gần, chữ ưu là ưu phiền, là sầu khổ đó quý vị. Đây là lời của Khổng Tử nói, cũng như Đức Thầy chúng ta thường dạy đó, khuyên trai gái học theo Khổng Mạnh, sách thánh hiền dạy đạo làm người. Thì Đức Khổng Tử cũng nói cái câu văn là cũng như là hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân. Kính thưa vì chữ hoàng là vua, chữ thiên là trời, chữ bất là không, chữ phụ là bỏ. Hảo tâm nhân là người có cái lòng hiếu thảo, ngay thẳng, chân chất đó. Đó cho nên ở đời mình thấy trong xã hội, tại sao đó, có những gia đình sống lo toan sầu khổ, thiếu trước hụt sau. Còn có một gia đình ta cũng đầy đủ cơ ngơi, nhà cao cửa rộng, ấm áp hạnh phúc. Thì đó là một là do tiền kiếp tạo nhân lành, cho nên kiếp này người ta hưởng lành. Còn là kiếp này mà tạo nhân không lành thì sống sẽ thiếu thốn, sầu khổ lo âu. Cũng như hai câu văn rất là rõ ràng: biết nghe lời Phật được vui, không nghe lời Phật thì người khổ đau đó. Nó thì vậy, là ví dụ như tại sao Đức Thầy chúng ta dạy mà nghe điên dạy sau này thơi thảnh, đây chỉ đường cực lạc giảng sanh luôn. Bởi vì Ngài là một vị cổ Phật lâm phàm, cho nên là tìm cực lạc đây cũng rành đường ngõ luôn rồi. Vậy hãy mau tu tỉnh mới mau, tận thế gian còn có bao lâu mà chẳng chịu làm tròn nhân đạo. Rồi Ngài dạy thêm nè: kẻ nghèo khó, hụt tiền thiếu gạo, mở lòng nhân, tiếp rước mới là, làm hiền lành hơn tụng hơ hà, hãy tưởng Phật hay hơn ó ré. Mà đã chánh đạo lại còn thêm sức khỏe, đặng nuôi cha dưỡng mẹ cho tròn, dạng mười ơn mới đạo làm con, lúc sanh sống chớ nên phụ bạc. Thì kính thưa vị Đức Thầy là dạy làm người con là phải nhớ ơn đó là cha mẹ, là công sanh thành dưỡng dục là nó khổ sở, là không có biết giường bao hết. Mang đó là cái bào thai trong mình là 9 tháng 10 ngày, nặng nề đủ thứ hết. Khi sanh đẻ thì tinh huyết, rồi đau đớn cỡ nào. Rồi cả 3 năm là cưu mang bú mớm nằm ẩm bồng. Rồi những đêm mà tâm tối thì con phóng quế, rồi con là đau ốm, cha mẹ phải bồng đi là thầy lo thuốc thang. Cho nên là ông Khổng Tử Ngài có nói: dưỡng tử phương tri phụ mẫu ăn. Chữ dưỡng là nuôi, chữ tử là con, phương tri là mới biết về cái hướng công ơn của phụ mẫu. Đó cho nên ở đời cái tội mà bất hiếu là không có tội nào nặng hết đâu quý vị. Cho nên ở đời mà nếu mà cũng thấy quý vị thấy thì có những đứa con mà quên ơn của cha mẹ, không có dưỡng nuôi cho đầy đủ đó, thì vô cùng khổ sở. Thì coi như là cái lực nhân quả nó sẽ luân hồi, nó kéo dài hoài. Giọt mưa trước ở đâu thì giọt mưa sau nó rớt xuống đó đó. Là ví dụ như là mình có hiếu thì con có hiếu, mình thất hiếu là con nó thiếu dưỡng nuôi lại. Thì kính thưa quý vị, cho nên hiện nay là mình thấy trong xã hội đó, có những người sanh con ra 5-7 đứa con mà giờ là nó không nuôi, nó đi Bình Dương hay là nó có vợ có chồng, rồi là cha mẹ phải đi bán già, đi bán từ tờ giấy số mà than là không có đứa con nào gửi tiền nuôi hết. Thì kính thưa quý vị, bây giờ tại sao trong xã hội cũng có người được con đền đáp hiếu thảo, mà cũng có những người con mà không, người cha mẹ mà không được con đền đáp hiếu thảo? Đó là nó cũng như là cái nhân quả dai trả của tiền kiếp thôi đó quý vị. Cho nên những cái câu văn mà vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căng, hễ trồng tre thì được lên măng, còn ai làm ác thì sẽ mang quả ác thôi. Thì kính thưa quý vị, cho nên Đức Thầy dạy là lực nhân quả thật là cao diễn, và suốt cổ kim cũng chẳng lọt một ai hết. Đó thì kính thưa quý vị, là bao nhiêu cái lời của Đức Phật, Đức Thầy là chỉ dạy là nó với Khổng Tử nó cũng là rõ ràng hết rồi. Nhưng mà hiện nay con người muốn hạnh phúc an vui thì chúng ta phải sống theo lời của Đức Phật, là ăn ở theo lời kệ kinh đó quý vị. Cho nên là từ chỗ đó đó, con người nó kém duyên,
tranh đấu chén cơm manh áo, cho nên chẳng chịu mau cải giữ về lành. Đó là lời Đức Thầy dạy, đó là đời tận thế mà còn lần lửa, rồi chẳng chịu mau cải giữ về lành, vẫn biết cái tai họa thiên tai, địa tai và nhân tai nó đủ thứ hết trơn, rồi đau ốm bệnh hoạn nữa. Đó, nhưng mà bây giờ nghe thế thì những cái tai họa ai cũng biết sợ rồi. Nhưng mà cái người đề phòng tu hiền vào cái thời buổi cuối này nó còn hạn chế lắm quý vị ơi. Tại vì cái đời hạ nguyên là nguyên này là vô phước thì nhiều. Cho nên Đức Thầy có nói cái câu văn là hạ nguyên sanh chúng ám u rồi. Đó tức là u là cũng như xin lỗi mình nói u mê, ám là mờ ám vì danh lợi tình tài sắc mà chạy hào phóng theo nó là quên đi cái tu hiền. Cho nên là ngài mới nói hạ nguyên sanh chúng bị ám u rồi. Kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ cũng có nói rất là rõ trong quyển Đường Giải Thoát á. Ngài dạy là con ơi, cõi hồng trần mù mịt bị lợi danh phủ bích cái chân linh, mới làm cho hầu hết chúng sanh không tìm thấy lối cứu mình khỏi mê. Đó là kính thưa quý vị. Và ngài còn dạy thêm, hầu hết bị bạc tiền mờ trí, ít ai mà chủ trị được tâm. Nghèo thì bị bạc làm câm, giàu thì bị của giam cầm chung thân. Đó kính thưa quý vị, nghèo thì nói không ai nghe hết trơn, còn giàu có thì nó bị cái sự nghiệp, cũng như cái công ty của mình, miếng ruộng 100 công, 50 công của mình, chiếc ghe của mình, chiếc xà lan của mình, tất cả phương diện là kinh doanh gặt hái ra tiền bạc. Trong khi mình theo dõi đây để hằng ngày làm để gặt hái ra đồng tiền, mà ngày mai ngày mốt dù có gia đình đám giỗ cha mẹ cũng không thể bỏ chiếc ghe, bỏ chiếc xà lan đi về được. Hay hoặc giả là ngày đám giỗ của cha mẹ đúng nhằm ngày cắt lúa, ngày xạ phân tống. Đó thì kính thưa vị, do nơi đó mà nghèo nó không ai nghe, mà giàu thì bị của giam cầm chung thân. Thì kính thưa vị, là vì ai mà nếu mê mang theo cái sự nghiệp của mình mà thì bị giam cầm chung thân, nó mới đúng cái câu nói mà Đức Thầy viết trong quyển tư đó. Đức Thầy nói là tham công danh mới quên chữ sanh thành, và mến phú quý mà quên cái câu dưỡng dục. Thì kính thưa vị, đó tất cả những gì nếu con người mà biết có đạo, biết lo xa, sợ nhân quả nó đến với ta khi chúng ta làm những việc bất lành thì đề phòng trước, thì chúng ta biết lo lợi và nghe theo lời Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy thì chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta không có buồn rầu phiền não. Và ngài dạy thêm là làm Phật nhi phải được lòng thành. Là kính thưa quý vị, là Phật nhi là cũng như Đức Thầy ý dạy chúng ta là Phật còn trẻ nhỏ đó. Thì thông thường Đức Phật cũng có nói ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sắp thành hay sẽ thành. Thì làm Phật nhi phải được lòng thành, tức là Đức Thầy dạy chúng ta là chúng ta muốn làm Phật trẻ nhỏ đến Phật lớn, thì lòng thành là phải thành tâm, là chân chất ngay thẳng, không được sai cái chân lý của sự thật. Cũng như ngài dạy chúng ta là làm gian ác là quỷ là ma, làm chân chánh là tiên là Phật. Mà kính thưa quý vị, điều này xin lỗi mà nói, ngài Thanh Sĩ có nhắc nhở chúng ta những câu như sau. Ngài nói chỉ tu theo chiều gió phần đông, mà dành tâm, dình tâm cứng tợ sắc đồng thì ít ai. Thì kính thưa quý vị, như thế đó, từ chỗ đó mà Đức Thầy dạy chúng ta trong những bài thi văn đó, ngài nói là đầu đuôi tâu lại khúc nôi, 100 mới đặng ối thôi có 10 người. Mà kính thưa quý vị, trước đây cách đây trên dưới 84 năm, vật chất thạnh thời nó chưa có lôi kéo con người vào những cái tuồng say mê văn vật. Mà bây giờ sau đây Thầy dạy là trên dưới 80 năm rồi, thì vật chất nó quá thạnh thời rồi, cho nên nó con người nó dễ bị say mê theo đó. Từ chỗ đó mà sao lãng về vấn đề cái đạo đức. Từ chỗ đó cho nên lời lành thì mắt lóc tai ngơ, chỉ đua theo vật chất mà lại hẳn hờ đàn tiên. Tức là cái lời dạy nhiệm màu để được giải thoát, để được hạnh phúc gia đình, mà lại mắt lấp tai ngơ, tức là không cần nghe tới. Thì từ chỗ đó nó chỉ đua theo vật chất, thì chạy theo những cái vật hào phóng, nó văn minh sướng tai đẹp mắt hiện nay đó quý vị. Nó cho nên mới hẳn hờ đàn tiên.
thì từ chỗ đó Đức Thầy dạy là phải trở lại lòng thành. Mà nếu chúng ta là say mê vật chất, chúng ta không quan tâm về đạo đức, thì từ chỗ đó là không được lòng thành, rồi làm sao mà được vãng sanh cực lạc, phải không quý vị? Cho nên Đức Thầy dạy chúng ta là niệm Di Đà, ráng niệm cho rành thì mới được vãng sanh cực lạc. Thì kính thưa vậy, đây là không lẽ là Nam Mô Di Đà Phật mà ai vẫn niệm được hết, mà tại sao Đức Thầy phải bảo chúng ta phải niệm cho rành? Thì kính thưa quý vị, điều này Đức Thầy dạy rất rõ. Thôi lui lui đây chút được rồi. Thì kính thưa quý vị, từ chỗ đó mà Đức Thầy dạy làm Phật Nhi phải được lòng thành thì mới được vãng sanh cực lạc. Thì kính thưa quý vị, điều này đó chúng ta phải cố gắng làm chủ tâm chúng ta, để chúng ta nghe theo Đức Thầy chỉ dạy, để chúng ta tu hành được thành công viên mãn. Tại sao Ngài dạy mà niệm Di Đà, ráng niệm cho rành? Thì kính thưa quý vị, nếu niệm rành như lời Ngài dạy đã từ lâu rồi, thì Ngài nói muốn niệm cho rành trước hết là phải biết tha thứ, kế đó phải biết thương xót, và sau đó phải biết giúp đỡ. Thì kính thưa quý vị, từ chỗ đó mới rành. Cho nên trong cái quyển 3 đó quý vị, Ngài có dạy chúng ta một đoạn như sau: Nam mô sáu chữ Di Đà là phải từ bi tế độ, vậy mà chúng sanh xưa nay sáu chữ lạnh tanh, chẳng ai mà có niệm sanh. Thử coi trì tâm thì quá trôi, bây giờ dùng thử mà coi lẽ nào. Và phải rạch tim đem để nó vào, mới khỏi máu đào tuôn rơi, để sao đến việc tả tơi, rồi tu sao kịp chiều mơ cho thành. Ngày nay chim đã gặp cành, chẳng lo đậu lại cho rành gió mưa. Thì kính thưa quý vị, đợi đến tả tơi thì kính thưa quý vị, hiện nay nè, quý vị thấy có người đó bị miền Nam Việt Nam chúng ta đi, hay khắp thế giới là có những cơn lốc xoáy đi qua, những cơn dòi rồng đi qua, nó thảm cảnh đó, nó cuốn nhà cửa bay 1-2 cây số, quý vị, là không còn của cải gì hết trơn đó. Thì quý vị thấy đó là phải là đúng như Đức Thầy nói chưa, để sao đến việc tả tơi rồi tu sao mẹ kịp chiều mới cho thành. Mà kính thưa quý vị, điều này Đức Thầy đã dạy từ lâu rồi. Ngài nói thêm là nước kia lửa nọ tưng bừng, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai, thời cũng tại không ai tu niệm lẳng lơ nhạo biếm khoe khoang, đến nay là buổi tai nạn tam thiên rục lục bá khắp tràn hại dân. Rồi bây giờ là Ngài còn dạy thêm cái là cho chúng ta là trong những bài thi văn đó, Ngài nói là nước lửa đó, Ngài nói là nó ruộng qua là nó tiêu điều sản vật điền viên, thần thông biến hóa khắp miền trung ương, rồi mấy ngục môn đầy quỷ vô thường, dắt hồn kẻ bạo mà diêm dương lực trần đó. Thì kính thưa quý vị, nếu đời mà những người nào không tu đó thì những cái tai họa đến thì Phật thần cứu không có được, mà nếu mà làm ác nữa chết thì linh hồn phải đọa đi cái địa ngục luôn đó. Thì kính thưa quý vị, cái điều này là Đức Thầy dạy rất là rõ ràng. Địa ngục tâm làm quấy về thiên đường tâm ấy tạo ra, và xuống diêm đình thấy tội hỡi ôi, ấy mới biết có nơi địa ngục. Thì xã tội nay còn một lúc, chẳng tu đặng có hưởng nhờ, vì gặp giảng kinh trần có làm ngơ. Trồng bông kiển giống chi hưởng nấy, địa ngục cũng tâm làm quấy về thiên đường tâm ấy tạo ra. Mà cái chữ tâm, mà quỷ hay ma, tiên hay bạc cũng là tại nó. Nhưng mà Ngài nói tu với tỉnh biết làm chẳng khó quý vị. Ai lặng tâm thì nó tỏ ngộ đạo màu. Là kính thưa vì lặng tâm là như thế nào? Sống phải coi kinh giảng và tin lời Phật dạy có cái thiên đường địa ngục. Và nếu á, ăn ở nó không có đạo lý thì phải gặp tai họa. Còn ăn ở mà tu hiền có đạo lý thì được Phật độ, gia đình hạnh phúc, nó không có tai nạn gì để sầu lo. Đó thì chúng ta đặt niềm tin cho đó thì chúng ta mới tu. Cũng như tin nhân quả mới chừa ác nghiệp, biết thiên cơ mới dẹp lòng tà. Đừng rằng ai chẳng hiểu ra, riêng mình biết cũng đủ xa lưới rồi đó quý vị. Thì ở sự đời này đó là tất cả những cái gì đó, chúng ta nếu mà không có tin theo lời Phật đề phòng đó, thì đó là đời không ai học được chữ ngờ. Mà việc khi đến là chúng ta không tránh khỏi được. Cho nên kính thưa vị, là 4 câu giảng Đức Thầy dạy nó rất là rõ ràng. Đời tận thế mà còn lần lựa, chẳng chịu tu cải giữ về lành, thì cũng do chén cơm manh áo, sự nghiệp tranh đua với xã hội, mà không có làm vẹn theo lời Đức Phật, Đức Thầy chỉ dạy. Mà làm Phật Nhi phải được lòng thành. Mình muốn làm ông Phật, Thầy phải được cái lòng thành thì mới được vãng sanh cực lạc. Thì kính thưa quý vị, điều này
Ông Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta như sau: cứ tiếc của mà mong có phước, thì phước làm sao có được cho mình. Không chịu tu mà muốn được linh, thì linh không thể nào sinh ra được. Thế nên muốn mình được phước, bố thí đi đừng có tiếc đồng tiền. Còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền đúng đắn. Thú vật biết tu còn linh đặng, người thật tu thì chắc chắn được nhiệm màu. Phải dày công tu luyện niệm cho lâu, chứ lòng muốn cho mau là không được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước mới thành rồng bay vượt lên mây. Người tu thì nhịn việc trần ai, mới thành Phật ra ngoài sanh tử. Vì hổ dữ biết tu còn bỏ dữ, người hung khi tu phải bỏ hung. Đã tu mà còn tánh hung sùng, sánh lấy với họ loại thú hùm còn kém. Cho nên gánh trần tục phải mau quăng ném, để rảnh tay gói ghém sự tu. Nào công phu, nào tịnh niệm A-di-đà Phật, lượng sống khổ mặc dù cao ngất. Thiền đạo tâm sông lướt cho qua, ráng thành tâm hành chữ Ma-ha. Ráng trì pháp tâm vô quái ngại. Thì kính thưa quý vị, Ngài còn nhắc thêm chúng ta mà: nếu nơi liên hoa cửu phẩm chưa ngồi, thì nhất định là chưa thôi niệm Phật đâu quý vị. Đó thì kính thưa quý vị, cho nên từ chỗ mà cái câu niệm Phật, Đức Thầy cũng có dạy chúng ta đó: việc vui sai mèo mã đâu đâu hãy dẹp gác, nhớ câu lục tự. Dạ là đi đứng nằm ngồi tưởng niệm chớ quên, chẳng đợi gì thời khắc. Thì kính thưa quý vị, đó là những lời thống thiết khích lệ tinh thần mà Đức Thầy đã đem cái tâm từ bi bác ái vô lượng vô biên của Ngài để dạy chúng ta, vì Ngài thương chúng ta với những cái lòng từ bi mà Ngài đã từng thốt mà: nếu chúng sanh còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Hoặc giả rằng là chừng nào mà biển trầm lưng khô cạn sáu đàn thì tăng sĩ mới trở về nơi thanh tịnh. Thì kính thưa quý vị, sáu đàn đó là đầu thai khổ, là tiên phàm ma quỷ súc sanh địa ngục đó. Cho nên là những cái lời của Bồ Tát cũng vậy đó: chừng nào được cứu an vạn vật thì đây là mới hết chuyển lưng. Còn khổ đau một kẻ trên trần thì còn phải lao thân khắp chốn luôn đó. Kính thưa quý vị, từ cái chỗ đó là Đức Thầy chịu khổ, khổ cho bá tánh mà. Ngài cũng đã từng nói là: người nghe đạo lý thì mê, kẻ lại nhúng trề nói lão kiếm cơm đó. Tức là người không hiểu lầm là xem thường Ngài. Rồi Ngài còn nói thêm: ta xuống trần nhằm buổi nạn eo, nên phải bị kẻ hung khinh bỉ. Nhưng mà vì bác ái nên thân cuồng sĩ, phải chịu nhiều khổ hạnh sâu xa. Vì mong cho đời gặp lúc khải ca, khắp bốn biển thái bình mới toại. Phật tiên thánh lòng nhân hà hải, những ước ao thế giới hòa bình. Nên ra đời truyền bá sử kinh cho tranh sanh chúng, sửa mình trong sạch. Giàu đổi bạn khinh khi kẻ rách, là những câu trong sách Minh Tâm. Tánh kẻ sang đổi vợ nào làm thánh nhân, để nhiều câu hữu lý. Kính tụi đó là những cái câu mà Đức Thầy thường cảnh tỉnh mà người xưa mình hay nhắc đó. Con người là hay thay đổi, giàu hay đổi bạn, sang hay đổi vợ, là chỗ đó đó Đức Thầy nhắc đó quý vị. Cho nên hiện nay quý vị thấy đi, là những việc lạ kỳ nay có hay chưa, chưa là với kẻ chẳng ưa, chứ người tâm đạo biết thừa tới đâu. Kính tụi vậy, 84 năm qua trong khi Đức Thầy dạy đó, thì là mắt nhìn hằng hoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì kính thưa quý vị, nhiều năm qua đó quý vị thấy trong cái thế giới này đó, nó bị cái dòi rồng lâu lũ quét lóc xáy rất nhiều. Nhưng mà trong năm nay, trong non một tháng gần đây, quý vị thấy đi, trong cái đất nước chúng ta đó, từ như miền Bắc, Yên Bái, Mù Cang Chai, rồi nào là Bảo Lộc, Lâm Đồng, rồi tỉnh Đắk Nông đó, những nứt đất đường, rồi nào là gây ra những tiếng nổ. Rồi miền Nam chúng ta, huyện Gò Quao, Sóc Trăng gì đó là cũng có hết. Tiền Giang cũng có lốc xoáy luôn. Mà thậm chí như là hiện nay là tôi đây thì ở xã Kiến Thành, mà trước đây non một tháng mấy đó là ở tại xã Nhân Mỹ đó. Cơn lốc xoáy mà nó ruộng mái nhà thiết của dân, mà nó dắt trên dây điện trung thế, rồi cản qua đường đi, thì như vậy là nhân viên công an tại bến phà Mương Ranh là không cho đi về con lộ đó. Ai muốn đi về cả Sài là phải đi vòng vòng cái ngã Mương Xã Sơn Đốt đó quý vị. Đó quý vị thấy bây giờ Đức Thầy nói là khắp thế giới
cửa nhà tan nát cùng xóm làng thưa tới quạnh hiu chưa mà. Nhưng mà bây giờ nói chung quý vị đó, Đức Phật, Đức Thầy là còn tiên đoán nhiều cái chuyện đó là nghe nó khủng khiếp, nó rùng rợn nữa quý vị ơi. Bây giờ là ông Thanh Sĩ có nói như vậy: giả lại mái âm dương thay đổi, trận cuồng phong sẽ thổi nay mai, nếu không chứa đức sâu dài, khó qua đại nạn trong ngày biến thiên. Thì kính thưa vị, ông Thanh Sĩ nói trận cuồng phong sẽ thổi nay mai là trên dưới là đã 70 năm rồi. Ngài tiên đoán đây là đã trên dưới là 6-70 năm rồi. Thì bây giờ là khắp thế giới mọi miền đâu nó đều có cái trận cuồng phong lốc xoáy dòi rồng hết rồi đó quý vị. Rồi bây giờ thêm nạn nước lửa mà Đức Thầy đã nói nước kia lửa nó tưng bừng đó, thảm cho thế sự lẫy lừng nạn tai. Thì kính tôi về điều này, ông Thanh Sĩ cũng có dựa theo lời Đức Thầy dạy mà cảnh tỉnh chúng ta, thì chúng ta nghe theo là chúng ta hạnh phúc. Ngài nói rằng là Phật bảo rằng tóm ngăn câu chuyện: quả đất này sắp biến đổi dời, qua những cơn nước lửa đầy trời, người sống sót là người hiền đức. Và kính thưa vị, còn thêm nữa như Đức Thầy có dạy: chúng sanh ngang ngược làm liều, Ngọc Hoàng Ngài muốn xử tiêu cho rồi. Đó kính thưa vị, nghe khủng khiếp chưa? Đức Ngọc Hoàng muốn xử tiêu cho rồi. Thì kính thưa vị, điều này ông Thanh Sĩ mới dạy chúng ta như sau: Phật bảo rằng cũng gần tới chỗ Đức Ngọc Hoàng vũ sổ loài người, nếu không làm hiền đức tốt tươi thì hồn xác sẽ tiêu thôi hết kể. Và kính thưa vị, Ngài còn tiên đoán thêm: khổ thảm ngày nay có mấy, sợ ngày sau dòm thấy bay hồn, trừ tà gian còn thiện chỉ tồn, cảnh sông máu thì núi xương tới tha thiết lận. Thì kính thưa vị, điều này quý vị thấy Đức Thầy đã tiên đoán mà cái chiến tranh như thế nào mà cảnh sông máu xương chất thành núi mà máu chảy thành sông. Thì quý vị thấy đây là một cái chuyện nó ngoài cái sức tưởng tượng của loài người, phải không quý vị? Từ đó giờ phải là có một không hai không? Bây giờ là từ chỗ đó cho nên đó, hiện nay quý vị thấy đi, nói về xét đánh mà có ai mà không sợ đâu. Quý vị thấy như ông Thanh Sĩ có tiên đoán nè: Phật bảo rằng rồi đây sẽ tới 7 ngày đêm bật lối trời trăng, biết bao nhiêu yêu quái tinh trần chúng hiện đến để ăn kẻ ác. Phật bảo rằng cha con xa lạc, tiếng khóc than bi đát thảm sầu, khắp trời đều như thế khác đâu, không ai giúp ai nào được cả. Mới Phật bảo rằng bụng đà đói rã, cơm cũng không mà cá cũng không, rau cỏ còi khoai củ ráo nông, chồng nhìn vợ khóc ròng mới thảm. Rồi Phật bảo rằng 7 ngày hắc ám. Kính thưa quý vị, là đúng trong 7 ngày, ngày đêm nó hắc ám, tức là nó đen tối, nó mù mịt không à. Rồi khắp trời đâu cũng sấm nổ vang, biết bao người vì sự kinh hoàng mà phải phát cuồng chạy khắp làng cùng ngõ. Thì kính thưa quý vị, hiện nay đó quý vị thấy mưa trong đó là đời thường thôi, mà chỉ có 5-3 giây mà cái tiếng sấm trời nó nổ là kinh thiên động địa. Chúng ta còn phải giật mình, gần như có người là muốn thất thanh hồn vía, hồn phi phách tán. Mà đến chuyện đó là Đức Phật Bồ Tát nó tiên đoán mà trong cái 7 ngày đó mà nó hắc ám là lúc luôn nó tối đen, không còn trời trăng là hoặc giả là bóng đèn gì hết. Thì yêu quái tinh trần hiện đến để ăn kẻ ác. Thì quý vị nếu mà tưởng tượng lại cảnh đó mà nó đến với con người, nếu chúng ta thiếu đức thì đạo đức sắc gan cũng chảy, thật chân tâu bái cạo cõi không trôi. Thì kính thưa với cái điều này nó rất là khủng khiếp, quý vị thấy đó. Yêu quái tinh trần mà nó đâu phải là đơn giản, cái sức mạnh của nó như là hổ báo sư tử mà nó phi thân rồi thì ai mà tay không, mình là người đời mình làm sao mình chống lại nó. 5-3 người mà tay không là mình đối với một con hổ, một con sư tử, một con beo, một con gấu là mình không có thể mà mình chống chọi nó nếu mình không có vũ khí. Nhưng mà đến đó, kính thưa quý vị, lúc đó là thú thần nghe quý vị, nó có thần thông hết rồi. Rồi con người chúng ta mà lúc đó nếu mà chúng ta mà thiếu cái đạo đức rồi thì chư thần sẽ lôi cổ lại chúng ta cho nó ăn. Cũng như nói về chuyện năm chèo mà Đức Thầy giải trình, ông Ú Quốc có nói: thầy Tư nói vậy là tôi ở trong nhà tôi đóng cửa sắt, là làm sao mà ông năm chèo ăn cho được. Đức Thầy nói là ông khỏi lo, lúc đó là
chư thần lôi cổ lại lại để cho nó ăn. Thì kính thưa quý vị, thì hiện nay theo mà cái tầm là hiểu biết của tôi đó, thì tôi nghĩ như ông Năm Chèo lúc đó là ông hả rất là lớn, mà con người nếu không có tu đó thì thấy cái họng ông Năm Chèo là tưởng đâu cái siêu thị thênh thang, thì không tu thì đua chen đi đi vô đó để tham quan cái siêu thị, nhưng mà cuối cùng rồi thì cũng như đi vô bụng Năm Chèo mà thôi. Điều này thì kính thưa quý vị, Đức Thầy có nói là ổng cắn ổng rải là một lần là 500 người, mà nếu muốn vớt xác là xuống chợ mới vớt đó. Thì kính thưa quý vị, điều này tin hay không là tùy theo sức hiểu của quý đồng đạo, cũng như Đức Thầy có nói đó, nửa sau đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nó thời không tin. Thì tất cả những gì thì do là cái nhân duyên của con người hết à. Cho nên cái điều này là vui vui hoặc khổ đều do nghiệp tạo, giàu hay nghèo chớ bảo không căng, ai trồng tre thì được hưởng măng, mà ai làm ác thì phải mang quả ác. Thì kính thưa quý vị, cái điều mà nước lửa này đó, Đức Thầy có nói rõ ràng, ông Ba Thới có nói rất rõ ràng. Ông Ba nói là nước đâu ngập lúc gò cao, lửa đâu dậy cháy lao sao khắp ngàn. Cho nên nghèo sắm xuồng, giàu có sắm ghe, chờ khi có nước tèo te lên dòng. Thì ông Ba bảo chúng ta đó, tu là khá nhiều thì cũng như giàu có sắm được ghe, mà tu trung bình thì có chiếc xuồng cũng qua nước lửa được. Thì cái cảnh này quý vị nghe Đức Thầy có nói ở tổ đình đó, sau này nước ngập lúc đọt sau cây dừa. Thì từ chỗ đó, trong khi là cái cõi trần hoàng này mà nó đến như thế đó rồi, thì còn xuồng ghe nào bơi nổi không quý vị? Đâu có bơi nổi đâu được. Bây giờ lúc đó là nước của thiên triều đã dưng rồi, thì con người chỉ có đức công đức tu hiền thôi thì chư Phật mới cứu qua khỏi. Cũng như lúc đó nước thì Đức Thầy có nói đó là dân thù tất từ bi, chèo thiền bát nhã rước thì trần gian, gió đưa lướt sóng bườm lan, rước người tu niệm xê sang phỉ thịnh. Thì điều này Đức Thầy dạy rõ ràng, mà ông Thanh Sĩ cũng có luận như vậy nè quý vị. Ông Thanh Sĩ nói là trên mặt biển có thuyền đang lái, Phật Quan Âm Nam Hải Phổ Đà, chức thiền từ lo cứu người ta, khuyên trai gái trẻ già ráng lỗi, dù nặng mấy cũng chòi cho nổi. Phật Ngài không hề bội người lành, lần này mà không được siêu sanh thì muôn kiếp khó tầm được đạo. Thì kính thưa quý vị, cái điều này nạn nước nạn lửa thì Đức Thầy chỉ cũng quá rõ hết rồi. Bây giờ tới nạn thú dữ nè quý vị, thấy những lời tiên đoán của Đức Thầy dạy đó, hổ lang sau này ác thú nó tới muôn bày, lớp bay lớp chạy sau này đa đoan, ai mạng ở nghìn ngang đoán đường nó bắt xé tan tới sát hồn. Rồi cảnh núi non nhiều thú dị kỳ, nó trọng ai hiền đức nhu mì, sát phạt kẻ bội cha phản chúa. Rồi kẻ hung chừng đó làm mồi, làm bày cho bày ác thú để đền bầu tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Thì kính tôi vị, Đức Thầy dạy như thế đó, kiếm chỗ đục mưa bây giờ là gì? Bây giờ mình lo tu tỉnh để cho có phước, thì sau này lấy tai họa thì mình được Phật thần che chở cho mình. Thì ý Đức Thầy nói cả lý lẫn sự là như vậy đó quý vị. Còn bây giờ quý vị thấy đó, nói về thú dữ nữa đó, thì ông Thanh Sĩ cũng có tiên đoán mà. Ngài nói là ngày năm châu thế giới tan tành, sẽ có chư Phật độ sanh độ tử, lao với khổ ngày kia đủ thứ, là có muôn loài thú dữ hiện ra, làm hiền lành nhân đức ôn hòa, sẽ có Phật tiên ra cứu giúp. Còn chi hải kinh hơn đất sập, không chỗ nơi để núp cho an, có chi hơn bằng cảnh núi tan, đá đâu cũng bay văng tới cả. Đã thế thôi còn thêm phát quả, nhà ngói hay nhà lá cũng tiêu, nếu không nhờ Phật độ ít nhiều thì giàu nghèo cũng phải tiêu theo mây khói. Thì kính thưa quý vị, đó là những cái chuyện nạn nước lửa mà quý vị thấy đây là ông Thanh Sĩ cũng có nhắc giải trình chúng ta về thú dữ rồi. Và kính thưa quý vị, điều này nói về thú dữ mà khủng khiếp nữa đó, thì ông Thanh Sĩ cũng có dạy chúng ta trong cái quyển là Vạn Niên Huynh Đệ như sau. Ngài nói là Phật rất mong tất cả chúng sanh lo cải giữ về lành cho sớm, để sau đây những nạn tai ghê gớm sẽ nổi ra khắp chốn cùng nơi, sự thảm thê không kể hết lời, chừng đó khắp cõi đời người thấy có nhiều loại thú cầm kỳ quái, sức hung hăng không loại nào bì, đúng thời kỳ chúng nó ra đi để ăn xé kẻ bất tri nhân nghĩa, ai gặp nó cũng bay hồn vía, nhưng nó không hại kẻ lương hiền, đó là do lệnh của Hoàng Thiên. Hoàng là vua, thiên là trời, đúng vậy, chỉ trị kẻ không kiêng trời đất. Kính tu vị, tại sao mà ông Thanh Sĩ có giải trình ai gặp nó cũng bay hồn vía, tức là mặt mày nó nanh gút răng như thế nào
mà gặp nó lại bay hồng vía thì kính thưa với điều này người tu sẽ được cái hạnh phúc như sau. Nhưng nó không hại kẻ lương hèn là do lệnh của Hoàng Thiên chỉ trị kẻ không kiêng trời đất. Chị chẳng hiếu nghĩa không lòng trung trực thì cho hùm tha sáu bắc là vừa. Mà kính tôi vậy điều này nè người tu nè, kẻ tu hành hiền đức sớm trưa chúng thú sẽ lưng đưa cho cởi. Đó là sự thưởng cho người tròn đạo ngỡi qua biển sông vượt lối núi rừng. Nói đến đây đạo sĩ liền ngưng và cất giọng ngâm lên lời kệ: kẻ ngồi trên sư tử người lại ngự chim bằng, thiếu chi ông cởi cọp nhiều vị ngồi trên lăng, ai nấy đều nghiêm chỉnh để đến dự hội phong thần. Thì kính thưa quý vị, cái điều này đó là hạnh phúc cho người tu. Đó là qua những câu mà diễn tả như thế đó là quý vị thấy người tu sau này nó sẽ hạnh phúc khi lâm nguy tất cả nước lửa. Thì có văn thù Bồ Tát Quan Âm lái thiền rước người tu khi nước và khi lửa, thì có ngài Tị Quả Thần Lung cũng cứu độ chúng ta đó. Đó thì ai nấy nếu biết lo xa thì sớm tu là sau này khi gặp nước lửa thú dữ thì vô cùng được hạnh phúc. Thì bây giờ qua cái câu mà kẻ ngồi trên sư tử người ngửi chim bằng, thiếu gì ông cởi cọp nhiều vậy ngồi trên lăng, ai nấy đều nghiêm chỉnh đến dự hội phong thần là dự cái đại hội Long Hoa đó quý vị. Thì điều này là hết sức hạnh phúc cho người tu. Còn người không tu thì cũng như hiện nay không có tiền, muốn đi xa thì không có vé để mua vé xe hơi thôi, rồi huống chi mà có tiền để mua cái vé phi cơ đi cho nhanh nữa. Thì tất cả những sự việc tu hiền công đức cao thấp thì tới đó được tiên Phật độ nhiều độ ít là do sức công phu tu tập mà bồi đức lập công nhiều ít. Cũng như hiện nay mà ráng cố gắng làm ăn có tiền nhiều thì mua được những cái đồ sang trọng, nhà cửa sang trọng, xe cộ sang trọng. Còn kém tiền thì tiền nào của nấy, xe cũ hay bị hư. Đó thì kính thưa quý vị là điều này nó vô cùng quan trọng. Thì hôm nay đó, cái sự tu mà con người chúng ta là nghe theo lời Đức Thầy dạy đó, thì về cực lạc mới là hết khổ. Hoặc giả rằng là Ngài dạy sớm về cõi Phật an thân, kẻo kiếp phong trần dài gió dạng sương. Thì chúng ta nghe ra lời Đức Phật, khi mà chúng ta về cực lạc, chúng ta sẽ được bảy cái được như thế này nè quý vị, nó rất là quý báu. Là nếu không ngồi chính phẩm liên quê cũng ráng được dựa kề thánh vị, thân tử đệ dạng tròn đạo lý, phận tổ thầy cũng phỉ lòng nguyện. Đó là lời của Phật muốn truyền, mong nhờ khách hữu duyên nhắc lại. Đi đây liền cúi đầu dâng lời dạy, mượn bút nghiêng kể lại như trên, mong người đời chịu khó đọc lên rồi suy nghĩ niệm hư nên tường tận. Lo tu niệm một lòng tinh tấn cho tâm hồn được sáng suốt ra, cõi Di Đà được biết lối qua. Cõi Di Đà được biết lối qua thì như vậy là về tịnh độ cho thân hết khổ, lên niết bàn mới hầu được an cư. Lúc đó là bảy cái được như vậy nè quý vị. Được kim thân bất hoại bất hư là thân vàng, được bản tánh chân như thường trụ, được tự tại tự do làm chủ, được khỏi dòng sanh tử luân hồi, được ngồi trên sen báo vui tươi, được thông lãm đất trời vạn vật, thì được còn mãi chứ không hề mất. Đó là lời đây rất ước mong khuyên thiện nam tín nữ đại đồng ráng tu được thành công đắc quả. Thì kính thưa vị, vừa qua rồi trong nửa tháng nay trở lại cái dư luận nhiều người xưng đức thầy Phật thầy Tây An về, thì kính thưa vị, trong cái clip trước tôi cũng có nhắc nhở đức thầy chúng ta là một vị cổ Phật có đủ thần thông biến hóa những cái chuyện màu nhiệm. Thì quý vị thấy đó, bây giờ mà ai xưng thầy mà thấy người đó nhắm có thể hiện những cái điều màu nhiệm như đức thầy chúng ta chưa, thì điều đó chúng ta cũng chưa nên quá cả tin. Vì bây giờ chúng ta làm phải là Đức Phật, Đức Thầy không bao giờ bỏ chúng ta. Cũng như câu văn là chân tu Phật chẳng bỏ đâu, mặc dù ngải bắt câu nơi nào. Còn bây giờ chúng ta còn khuyết điểm mà Phật không cứu chúng ta thì chúng ta phải nhớ lại đi, trách mình chưa sạch lòng tà, chứ đừng trách Phật không ra giác diều. Vì kính thưa vị, Phật Pháp là vô cùng nghiêm minh, cũng như Đạo Phật là chánh minh, Đạo Phật không hồ mị, xưa nay chẳng đổi dời. Người đời nên xét kỹ, nếu làm theo lời Phật khuyên, đi theo đường Phật chỉ thì thống khổ không còn mang, là luân hồi cũng không bao giờ còn bị. Hoặc giả rằng do tu không chân niệm, hoặc niệm còn thiếu cái điểm chân tu, vì thiếu bình hoặc giả thiếu dầu, tim dẫu có đèn không thể cháy. Thì kính thưa, tiếng ngọc của tổ thầy cũng như những tinh hoa đạo đức, thì chú có hỏi là biển hồng trần
sớm gọi cho xong ngày lập hội mới mong trở lại. Và chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, miễn to cho ta trở lại ngai đàn thì kính thưa quý vị. Những câu này là nằm trong cái quyển tư của Đức Huỳnh Giáo Chủ, là quyển Giác Mê Tâm Kệ. Thì Đức Thầy đã nói là biển hồng trần là biển khổ ta bà, khổ ta bà lắm khổ đó quý vị. Có bao người xét cho tột chỗ, thì Thầy mới dạy tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui. Cảnh thanh minh sen báo nực mùi, nào ai rõ cái vui triệt đáo. Thì kính thưa quý vị, tất cả những lời vàng tiếng ngọc của Đức Thầy dạy chúng ta là ngày mở đạo Phật giáo Hòa Hảo 18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939, là Đức Thầy là muốn cho tất cả chúng sanh chúng ta ở cõi ta bà này ai cũng được hiền lành tu hành, làm lành lánh dữ, để được là giảng sanh cực lạc, không còn bị luân hồi khổ. Cho nên cái hoài bão của Ngài có nói lời văn rất rõ ràng trong cái bài trao lời cùng ông Táo đó. Chừng nào mà biển trầm lưng khô cạn sáo đàn, tăng sĩ mới về nơi thanh tịnh. Thì kính thưa quý vị, đây là một cái tấm lòng lời lẽ của một cái vị Phật mà hết sức thương xót chúng sanh trong cái buổi hạ nguyên mạt pháp này, với cái ước nguyện thống thiết của Ngài vậy đó. Cũng như ước trăm họ nhẹ mình có cánh để đồng bay về cực lạc một đàn, thì thân Thầy hết phải gian nan, đâu có phải mang câu nhạo báng. Và Ngài còn nói thêm, nếu chúng sanh còn chốn mê tăng thì ta chẳng an vui cực lạc. Thì kính thưa quý vị, cho nên Ngài cũng thường nhắc chúng ta hoài, tóm tắt phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức, và hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận quý vị, chứ không phải trong khi nguội lạnh quý vị. Tại vì Ngài cũng biết tất cả chúng sanh đây thì một số được lành, một số được chưa lành. Cho nên Ngài mới là khuyên nhủ chúng ta, nhắc nhở với nhau, chỉ bảo với nhau, tha thứ với nhau, dìu dắt lẫn nhau, và buông đi những cái nóng giận, cái sân hận. Kính thưa quý vị, đoạn này trong cái điều ác thứ 9 Đức Thầy có dạy và phân tách rất rõ ràng. Ngài nói là ác thứ 9 hận sân luận tiếp, lửa trong tâm chẳng đốt mà lần, nổi lôi đình đâu có định địch chừng, cho ta biết mà toan giữ trước. Tánh sân nộ thường làm bạo ngược, nên loài người ở cõi thế gian giận hờn nhau thù oán dãy tràn, nên có cuộc tranh tài đấu lực. Vì hơn tự đắc phải khoe khoang dõng sức, phải bị người hiềm khích ghét ganh, còn thua hổ người mới làm việc bất lành, gây nghiệp dữ oan oan tương báo. Trong cơn giận kể gì nhân đạo, tỉ như con cọp dữ trên rừng, gặp thịt toan cấu xé tưng bừng, phân từng mảnh mới là hả dạ. Diệt được nó tâm trần thông thả, ta thường nên tập tánh khoan dung, thiệt hành đi đừng có ngại ngùng, và tha thứ kẻ lỗi lầm ngu sững, và nhẫn nhịn đừng ham tranh luận, thì khỏi mất lòng tất cả mọi người về tánh thuần lương vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nhưng mà nay ta đã quy y cầu đạo, mà nếu còn gây gỗ thì trái thuyết từ bi. Thì kính thưa quý vị, cho nên đây là chú Tâm có hỏi biển hồng trần sớm gọi cho xong thì ngày lập hội mới mong trở lại. Thì kính thưa quý vị, nó tất cả những cái điều khổ của ta bà, khổ ta bà lắm khổ, mà Đức Thầy đã giải trình với chúng ta rồi. Thì trong đời sống chúng ta đó, Đức Thầy cũng nói là Phật Thích Ca khi đắc đạo là thiết là vậy gì á, chúng sanh có 8 điều khổ. Thứ nhất là sanh khổ nè, già khổ nè, bệnh khổ nè, chết khổ nè. Rồi cái thứ năm là khổ mưu cầu bất đắc, là muốn đủ thứ việc sang trọng đẹp hết trơn. Rồi khổ thứ sáu là khổ chết, đoạn thứ sáu biệt ly cay đắng đó. Người mình thương bỗng lại chia lìa, khi khóc than nước mắt đầm đìa, lúc trong nhớ ruột thầm chua xót. Ở thế gian mấy ai thoát lọt, nợ gia đình đeo đắm căn duyên,
cơn nguy nghèo, thân thể trưng triên, kẻ lưu lạc người chờ, trong mãi cuộc tan hiệp, hiệp tan ân ái, đến xong đời để lại sầu ưu. Thì kính tôi đây là ngụ ý Đức Thầy dạy, cái cảnh là chết rồi, khi xong đời rồi, chết bỏ qua đời, làm cho cảnh tử biệt sinh ly, thì như vậy để lại cái sầu ưu cho thân nhân còn lại, cũng như tình vợ chồng, tình cha con, tình huynh đệ ông bà với nhau, nó thống thiết. Cái khổ này là không có gì khổ hơn, mất tiền, mất bạc, mất đồ đạc còn kiếm lại được, nhưng mà mất người thân là không bao giờ kiếm lại được. Nhưng mà chúng ta được mai duyên, được Đức Phật, Đức Thầy dạy chúng ta là bây giờ muốn cứu được cửu quyền cha mẹ chúng ta thì chúng ta phải ráng tu hành. Khi thành chánh quả rồi, đây là cái gương của Ngài Mục Liên và bà Thanh Đề. Khi ông Mục Liên đắc đạo có thần thông rồi, muốn cứu bà mẹ Thanh Đề, nhưng bà Thanh Đề quá tội nặng, cho nên ông Mục Liên ông xuống dưới địa ngục gặp bà mẹ là quá đau khổ về hành phạt. Dâng cơm tới mồm thì nó quá quá thành lửa, mà đưa nước tới miệng thì quá dầu sôi. Cho nên Ngài Mục Liên cũng đã đắc đạo có thần thông, nhưng mà sức tu của Ngài là cũng chưa đủ để cứu cái tội của bà mẹ. Cho nên ông Mục Liên ổng lên cõi Phật để ông gặp Phật, ổng bạch ổng tâu như vậy là như thế nào, thì Phật mới nói đợi rằm tháng 7 Du Lan xá tội, cùng với trai tăng dân là vật cúng dường và bao nhiêu người tăng đã chứng đạo, thì như vậy mới cầu nguyện đó, thì như vậy bà Thanh Đề mới được sanh thiên. Thì quý vị thấy đây là cái hạnh phúc của chúng ta. Nếu cha mẹ ông bà chúng ta qua đời mà chúng ta tu đắc đạo thì chúng ta được cứu khổ, thì chúng ta sẽ gặp, đó là một cái điều hạnh phúc nhất. Còn nếu bây giờ ở đời thì từ ngàn xưa đến giờ rồi, nếu mà vô tình không có tu hành thì ông bà qua đời, cha mẹ thân nhân qua đời là không biết ở cảnh giới nào hết. Nhưng mà chỉ có người tu đó, định cái tâm rồi, theo dõi cái hành động việc làm của cha mẹ thân nhân mình ở đời, thì sống có tu hành, có quy y không, là trên phương diện là nó thiền định mà nó đạt được bao nhiêu phần trăm, thì đó là một người tu hành mới có biết cha mẹ thân nhân mình qua đời chết đi mà ở được cái cảnh giới nào đó, thì cái sự tu hành là nó rất là quý báu. Cho nên đây là cụ thể Đức Thầy có dạy rất rõ trong bài Chon Cò Tào Hảo: ngày nào đắc được lục thông sẽ dớt hồn cha mẹ tổ tông tới bảy đời, vì về cực lạc thảnh thơi an dưỡng, đó là ngày ban thưởng công tu. Thì kính thưa quý vị, đó là điều khổ thứ sáu. Còn khổ thứ bảy là khổ oan tấn hội, hễ thương nhau tất có ghét nhau, thường tranh đua tiếng thấp lời cao, chẳng nhẫn nhịn thành ra cừu quán. Muốn tránh xa đừng trong tâm dạng, cứ gặp nhau mắt tựa kim châm, làm cho đời đau đớn âm thầm. Khổ như thế diễn ra mãi mãi. Đó là quý vị thấy đi. Còn mới tới đoạn thứ 8 là ưu sầu lo ngại đó quý vị. Cầu chẳng thành những việc, muốn ham người trên đời ai cũng lòng tham, muốn phước thọ thẩm hàm tiền của đó, nào vợ đẹp hầu sinh là lụa, không được thì bực tức ưu phiền, cả tâm thần điêu đứng đảo điên, vậy có phải khổ hay là chẳng? Thì bao nhiêu cái điều Đức Thầy dạy chúng ta như đọc vừa rồi là xin lỗi, là nó cái điều khổ ở thứ 5. Còn mà tới cái điều khổ thứ 7 là giữa tình đồng đạo thân nhân với nhau, thương nhau rồi có ghét nhau, rồi tranh đua tiếng thấp lời cao, nó xảy ra thù oán. Rồi đó, cái điều thứ 8 đó thì là cũng như Đức Thầy dạy chúng ta là biển khổ thôi, thì hết tranh đấu này muốn tới điều kia, muốn tới cái điều nọ mà không thành rồi thì nó đau khổ ở đời. Cho nên Đức Phật thường dạy đó, không có gì mà buồn bực đau khổ hơn là hy vọng cái việc đó nó sẽ thành công, mà cái cuối cùng là cái việc đó nó không có thành công, thì coi như luôn luôn tiếc rẻ, rồi là hối hận, rồi buồn thương, nó đủ thứ cái chuyện khổ trong cái ta bà khổ. Cho nên Đức Thầy mới nói là hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay, đừng ham nói đắng nói cay, cay đắng sau này nó sẽ đau đớn sầu bi. Rồi tu hành tâm trí phải ráng trì,
sau này sẽ thấy việc gì ở trên mây. Kính thưa vị, đây là Đức Thầy tiên tri trước cho chúng ta hiểu biết mà tu hành, ráng làm theo lời Ngài chỉ dạy, sau này cái đại hội Long Hoa cũng như hội Phong Thần là phải thấy nhiều cái điều kỳ bí, nó vô cùng là kịch tính, là coi như có một không hai. Cũng như hai cái câu của Thầy dạy đó: đời cùng tu gấp kịp thì, đặng xem báo ngọc ly kỳ ở năm non. Hay là lui chân ra khỏi cho mau, tầm trong lánh đục tẩu đào mới ngoan, để theo ta đến chốn tiên bang, để coi các nước hội hàng ở năm non. Thì kính thưa quý vị, bây giờ năm non bảy núi, giờ chúng ta đi núi thì chúng ta thấy đi, thì nó rất là rõ ràng. Cũng như nói về bảy núi là thất sơn, thất là bảy, sơn là núi, thì Đức Phật Thầy cũng có định danh của bảy cái núi nó như sau: một là Thiên Cẩm Sơn, là núi Cấm, ông Cấm hiện nay, rồi kế đó là Anh Vũ Sơn, là núi Két, bên cạnh nhà bàn có mỏm ông Két đâu vậy, rồi là Ngũ Hồ Sơn, là núi dài năm giếng, Phụng Hoàng Sơn là núi ông Tô, rồi tới núi dài Vạn Liên là ở gần Ba Chúc, rồi Liên Hoa Sơn là núi Tưởng, và Thủy Đài Sơn và là núi Nước. Như vậy núi Nước và núi Tưởng thì ở trong chợ Ba Chúc, khoảng một cây rưỡi số. Tri Tôn đi vô Ba Chúc 17 cây số, từ Ba Chúc đi về hướng Lạc Quới thì phải có đi ngang giữa hai cái núi Tượng và núi Nước. Núi Tượng Liên Hoa Sơn là núi Nước, là Thủy Đài Sơn. Thì kính thưa vị, đó là bảy núi mà Phật Thầy Tây An đã đặt tên, là từ lúc mà Ngài là cứu dân độ thế, đem có mối đạo ra là của Bửu Sơn Kỳ Hương đó quý vị. Cho nên bây giờ chúng ta đã quá mai duyên, được Đức Thầy hướng dẫn là biển hồng trần sớm gọi cho xong. Bây giờ cái đầu ta dơ thì có xà bông với nước, chúng ta gọi thì nó sẽ sạch gào chí bụi bặm ở trên đầu của chúng ta, thì chúng ta thấy cái đầu nó nhẹ nhàng, nó mát mẻ. Còn ở nơi đây thì Đức Thầy dạy chúng ta là phải gội rửa tất cả những cái việc làm bất chánh, trái đạo của nhà Phật, và trái lại cái hiến pháp, cái pháp lực của nhà nước hiện tại. Thì đó là những cái điều là chúng ta cần phải tuân thủ theo. Tam quy ngũ giới lòng hằng gìn theo là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Còn ngũ giới là sát sanh, đạo tặc, tà dâm, uống rượu và nói dối. Đó là tam quy ngũ giới của nhà Phật. Còn hiện nay chúng ta sống theo hiến pháp, làm việc theo pháp lực mà Đức Thầy dạy là biển hồng trần sớm gọi cho xong. Mà kính tôi vì là Ngài biểu ta sớm gọi cho xong, cũng như là bây giờ nói tóm qua là bốn cái tứ đại trọng ăn của chúng ta đó, nếu chúng ta làm trọn vẹn thì cũng như là chúng ta đã biển hồng trần, chúng ta đã gọi xong rồi. Thì căn cứ vào Đức Thầy dạy rất là rõ, đến ngày biển cạn non mòn, tứ ăn đã trả thì chẳng còn tội căn, phải không quý vị? Đó là quý vị thấy Đức Thầy đem đề cập chứng minh cho chúng ta biển hồng trần sớm gọi cho xong, thì ngày lập hội mới mong trở lại. Đó là bốn tứ đại trọng ăn của chúng ta. Trước hết là ăn tổ tiên cha mẹ, kế đó là ăn tam bảo, là ăn Phật Pháp Tăng, đó là nhờ chư Phật và chư Tăng và giáo pháp chỉ dạy cho chúng ta mà hiểu đường tà nẻo chánh, đường tiên nẻo tục, đâu là phàm trần ta bà khổ, đâu là cực lạc an vui, thì dạy cho chúng ta đã đủ hết rồi. Cho nên Đức Thầy có ná dạy là giảng này ra cuối mùa thu, dạy ăn dạy ở chữ tu vuông tròn, hay giảng này chỉ các điều tồi, khuyên dân hãy ráng mà ngồi mà nghe. Thì kính thưa quý vị, đó là biển hồng trần sớm gọi cho xong, ngày lập hội mới mong trở lại. Thì cũng như là nôm na là bao nhiêu cái sự khổ của ta bà này mà Đức Thầy gom lại chỉ chúng ta là chỉ có bốn tứ đại trọng ăn đó mà thôi. Thì đây là quá rõ ràng rồi, căn cứ theo chánh văn của Đức Thầy là đến ngày biển cạn non mòn thì tứ ăn đã trả, thì chúng ta chẳng còn tội căn, thì kể như chúng ta có thể được tu hành, là có thể như được giảng sanh đó quý vị. Rồi mới nói thêm là thì như vậy chúng ta là
Ngày lập hội mới mong trở lại, thì ngày đại hội Long Hoa thì Đức Thầy thường dạy chúng ta trở chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân, hay lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu. Và Long Hoa hội ăn cần lo lập, lập cho rồi tam thập lục nhân. Thì kính thưa quý vị, tam là ba, thập là mười, lục là sáu. Chắc có lẽ là 36 vị hiền thủ. Mà sau này những cái vị này là đắc đạo, áo mão, cân đai, nó rất là rõ ràng đó quý vị. Thành ra là điều này trong cái quyển lời khuyên tu hiền của ông Thanh Sĩ có nhắc nhở chúng ta những cái sự việc làm theo Đức Thầy chỉ qua lời lẽ như sau: bá gia phải ráng nhớ đây, tại nhà niệm Phật tưởng Thầy thêm lên, chừng ni sấm nổ gian rền, được còn nhớ tuổi nhớ tên mới màu. Ráng tu thấy việc quyền sâu, tướng binh mặc bộ sòng nâu nhịp nhàng, mới thẳng đường tới Phụng Hoàng sang, Long triều hổ bái sắp hàng quay nghiêm. Hồng quang sơn đảnh ứng điềm, hương bay ngào ngạt cổ kim chưa từng, déo giòn trên ở nửa lần, hát ca đờn địch chúc mừng Thánh Dương. Thì kính thưa vị, điều này ông Thanh Sĩ dạy chúng ta đó, ở nhà tu hiền niệm Phật và nhớ Đức Thầy dạy chúng ta như thế nào, mà sau này chúng ta tới ngày đại hội thì sấm nổ để lộ cái đền vàng điện ngọc ra, chúng ta còn minh mẫn nhớ tuổi nhớ tên mấy màu là màu nhiệm trên đường tu chúng ta đó quý vị. Rồi lúc đó là chúng ta mới xem tướng binh mặc bộ sòng nâu nhịp nhàng là chắc có lẽ là 36 vị hiền thủ, mà áo mão cân đai nó rất là nhịp nhàng. Rồi lúc đó chúng ta mới được chư Phật hướng dẫn chúng ta từ núi Cấm, đã xem cái thành vàng điện ngọc xong rồi, chúng ta mới thẳng đường tới Phụng Hoàng Sang, là hai bên chúng ta đi là Long triều hổ bái sắp hàng quay nghiêm, là Long triều hổ bái là hai bên rồng chầu hổ phục cái người tu đắc đạo đó. Đó là cái điều hết sức danh dự, khi mà có công đức tu hiền trọn vẹn rồi, sấm nổ lộ đền vàng, thì đến đó là tham quan cái thành vàng điện ngọc, rồi thấy 36 vị hiền thủ, tướng binh mặc bộ sòng nâu nhịp nhàng, là áo mão cân đai của 36 vị hiền thủ. Và chúng ta được hướng dẫn đi lại Phụng Hoàng Sang là núi Âm Tô, mà hai bên rồng chầu hổ phục. Thì điều này ông ba có nói, dở sơn tô sẽ thấy muôn nhà, bủ thực vật thật là vô số. Đó là kính thưa quý vị, thì núi ông Cấm là núi rồng, mà núi ông Tô là núi Phụng. Mà khi là sắp sửa mở đại hội Long Hoa thì hiển nhiên là dùng năm non bảy núi, mỗi một cái núi nó có ứng lên một hai cái sự màu nhiệm là mình không có thể ngờ. Cho nên kính thưa quý vị, điều này Đức Thầy mới bảo chúng ta phải ráng tu để sau này chúng ta được chiêm nghiệm những cái điều màu nhiệm. Thì Ngài đã tiên đoán mà, núi Cấm lầu son lộ vẻ, người già quá trẻ dân ôi, thất sơn lộ vẻ đài lầu, chừng ni mới thấy nhiệm màu của ta. Rồi mắt nhìn chư Phật đông dày, thành vàng điện ngọc trò Thầy đăng tiên, nguyện cầu qua khỏi nạn tai, đặng coi tiên thánh với lầu đài quốc dương đó quý vị. Nó đây là một cái diện nó hiển hách chưa từng có. Thì kính thưa, do nơi đó, từ chỗ này mà ông Thanh Sĩ dạy chúng ta đó, mẹ đấy con việc không dễ kiếm, sẽ đổi thay trên điểm lọc lừa, ráng bền lòng tu niệm sớm trưa, rồi sẽ thấy việc chưa từng thấy. Đó kính thưa quý vị, việc chưa từng thấy ở cái buổi hạ nguyên mạt pháp này định nghĩa như là từ như kỳ quan của thế giới, là những cái điều kỳ thú gần như có một không hai đó quý vị. Tại vì đại hội Long Hoa quý vị biết mà, Đức Thầy chuẩn xác rất rõ ràng mà, muôn thu thiên định nhất kỳ, hạ quân sắc lệnh để khai kỳ Long Hoa. Thì kính tôi vậy, muôn thu là 10.000 cái thu, mà một năm thì nó có xuân hạ thu đông, là cũng như 10.000 năm đó quý vị. 10.000 năm là nó đúng 100 thế kỷ lận đó quý vị. Thấy từ hồi mà Đức Thích Ca thành đạo đến nay mới có 26 thế kỷ thôi quý vị, mà cái thời gian là quý vị thấy biết như thế nào. Con người chúng ta nhiều khi trong 100 năm mà chúng ta nhớ lại nó còn chưa chi tiết chu đáo, mà huống chi là bây giờ là mai duyên mà từ Đức Thích Ca đắc đạo rời lầu đài tu hành thành đạo để đem chánh pháp dạy chúng ta ngày nay, mà Đức Thầy nhắc lại chúng ta mới hiểu biết được.
thì nó 2600 năm thôi. Nhưng mà cái đại hội Long Hoa này nó cũng sắp gần tới rồi. Từ chỗ đó mà cách đây 84 năm có bà ở Hưng Nhân ra tổ đình hỏi Đức Thầy, hỏi hội Long Hoa, thì Đức Thầy mới đáp: Long Hoa hội ấy còn xa, ráng mà tu niệm đặng nhờ thân sau. Phải chi hội ấy hầu gần thì ông hà tất xuống trần làm chi. Thì bây giờ cũng tương đối còn xa thì Đức Thầy mới xuống trần để dạy chúng ta. Thì cái điều này là đã 84 năm rồi. Nhưng mà Ngài Thanh Sĩ thì trong quyển Đến Liên Hoa Ngài cũng có nói: Liên Hoa hội cũng gần bên cạnh, hội ấy không tại cảnh Tây Phan mà là hội tại thế gian. Kẻ tăng người tục nên sang hội này, sang hội Phật phải đầy tánh Phật, mang tánh phàm thì bị rớt nửa đường. Dù cho chư Phật có thương, nhưng căn công lý vẫn trương thẳng bằng. Cố nhiên Phật vô ngần bác ái, Phật không nói dạy ra ngay. Người lành Phật cứu khỏi tai, thì kẻ hung thì theo lực trả dai từng quần là sự chết sống đó quý vị. Nhưng trong hung có hiền tâm phát khởi, khởi tâm lành với mọi chân thành cũng là được Phật điểm danh. Thì những điều trượt cũng quá thanh cho người. Thì kính thưa vậy, đó là Phật cũng ăn xá. Nếu chúng ta tu nhất kiếp, ngộ nhất thời, quay đầu hướng thiện thì cũng được là Phật ăn xá. Cũng như là cái đoạn pháp vừa rồi thì hai câu Đức Thầy dạy với đó: ai mà cải hối ăn năn, quay đầu hướng thiện thì bằng tăng cũng là dắt dùm. Thì kính thưa vị, điều này Đức Thầy cũng có dạy: khuyên dân lòng chớ có sờn, ráng tu thì được xem đờn trên mây. Đó, rồi tu hành tâm trí ráng trì, sau này sẽ thấy việc gì ở trên mây. Thì kính thưa vị, Đức Thầy cũng có thường thấy là nhạc thiều, sau này chính tầng mây nhạc trỗi tiêu thiều. Kẻ tà gian sau bị lửa thiêu, người tu niệm mới sống đời thượng cổ. Thì đoạn pháp vừa rồi ông Thanh Sĩ có nói với chúng ta đó là thẳng đường tới Phụng Hoàng Sang, Long Triều Hổ Bái sắp hàng quay nghiêm, Hồng Quang Sơn đảnh ứng điềm, hương bay ngầu ngạ ngào ngạt cổ kim chưa từng déo giòn trên ở nửa lần, hát ca đờn địch để chúc mừng thánh dương. Hội này mới thấy rõ kỳ hương. Thì kính thưa quý vị là Bủ Sơn kỳ hương. Thì Đức Thầy đã cũng có nói rồi đó là chính từng mây nhạc trổ tiêu thiều. Thì ở đây là ông Thanh Sĩ cũng có lập luận với chúng ta: ngày đại hội Long Hoa là hát ca đờn địch để chúc mừng thánh dương, mà Bủ Sơn kỳ hương này là tông phái của Phật Thầy Tây An quý vị. Chỉ có bốn chữ Bủ Sơn kỳ hương này nó quý vô cùng. Cho nên Đức Thầy chúng ta mới dạy đó: muốn xem bốn chữ Long Châu thì phải bền gan sắt đá trồng nâu tu trì. Bởi vì trong cái tỉnh Long Xuyên Châu Đốc có cái tông phái của Phật Thầy Tây An mở ra từ 1849, tức cách đây 174 năm, là tông phái Bủ Sơn kỳ hương. Thì như vậy sau này cái đạo Phật giáo hòa hảo này đó, khi cái ngày đại hội Long Hoa thì nó sẽ gian danh năm châu bốn biển. Tại vì Đức Thầy chúng ta cũng có chỉ dạy chúng ta rất rõ ràng rồi: nước Việt Nam nhằm cõi trung ương, sau sẽ có Phật tiên tại thế. Cho nên Phật Thầy Tây An cũng có tiên đoán đó: nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phải phục tùng. Đó quý vị thấy đây là một điều hết sức quý báu. Cho nên chúng ta là ráng tu hành để sau này xem cái cảnh. Từ chỗ đó đó chúng ta là phải nghe theo lời Đức Thầy: đi đứng nằm ngồi niệm Phật chớ quên, không đợi gì thời khắc, vì chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy cơ kẻ cứu mình. Nếu chúng ta nhớ niệm thầm ở trong tâm chữ Nam Mô câu 6 chữ Nam Mô Di Đà Phật thì lâm nguy sẽ có kẻ cứu mình liền. Cho nên đây là một sự hết sức vô cùng quý báu. Cho nên á, Đức Thầy dạy chúng ta là Nam Mô 6 chữ Di Đà thì phải từ bi tế độ vậy mà chúng sanh. Chứng là chúng ta phải biết niệm Nam Mô Di Phật, phải biết từ bi cứu khổ ban vui, tế độ cho xã hội vậy đó nghe chúng sanh. Đó thì ai làm theo thì sẽ được hạnh phúc. Cho nên điều này ông Thanh Sĩ có dạy chúng ta là đem lòng tưởng niệm Di Đà biến ra hành động giác tha người đời. Đó, chúng ta là giác ngộ hiểu đường tu hành đi về Phật về tiên, thì chúng ta phải đem lòng tưởng niệm Di Đà biến ra hành động giác tha người đời. Thì chúng ta là chỉ cái đường tu cho người đời, là chúng ta giác tha người đời. Thì từ chỗ đó ông Thanh Sĩ mới dạy thêm:
cảnh báo quý ngài mời muốn thấy là cái thành vàng điện ngọc đại hội Long Hoa đó quý vị. Sự tu hành cần phải tinh nghiêm, tức là tinh tế, tinh tường, nghiêm chỉnh, dân theo lời của Phật dạy. Tâm duyên ý mã ráng kềm, cái tâm con dưỡng, mà cái ý con ngựa, con dưỡng hay chiền, con ngựa hay chạy, ráng kềm, đó là ông Thanh Sĩ dạy chúng ta như vậy á. Những điều phước đức lo tìm làm ra, gìn lòng chớ để xa mối đạo. Các giới răng trí não luôn ghi, mặc dù trong cảnh huống gì, suy tư tác động mà lấy từ bi để làm nền. Vì tiếng đường đạo như thuyền đi ngược, nếu ngưng chèo là sẽ bị nước đẩy lui. Muốn cho thuyền chóng tới nơi, phải chèo luôn chớ để hồi nào ngưng. Và đường đạo muốn mau gần tới Phật, thì bước tu đừng để tấp vào đời, đi luôn cho đến tận nơi. Dù đường hiểm trở, dù người cản ngăn, càng chướng ngại càng tăng sức tiến, càng khó khăn phải càng luyện đạo tâm, quyết không để lạc hướng tầm. Thiền từ đuốc huệ tự cầm tiến lên, và tin Phật sẵn chờ bên cõi ấy. Mỗi ngày qua tháng lại thường kêu, thế gian cần được một điều, ở trần mà vẫn đi theo Phật đàn. Có hôm đó lời vàng Phật ngỏ rằng, con ơi xem cá ở chậu sành, cá không thấy nhốt thân mình, mà là cá chỉ thấy cái hình tự do. Nghĩ sanh chúng cũng là như vậy, trong khổ đau mà thấy an nhàn. Mặc dù trong cảnh lầm than, vẫn ăn chơi chẳng chịu toan giải sầu. Đời ngu độn khiến đau lòng Phật, nên từ bi đủ cách độ tha. Từ thần cơ khoa học những là điều phương tiện dụng để mà tỉnh dân. Thì kính thưa quý vị, do nơi từ cái chỗ mà một đoạn pháp vừa rồi ông Thanh Sĩ dạy chúng ta đó, trong khổ lao mà chúng ta bị ở cái ngục trần này là tù lẫm, cũng như con cá mà nó ở trong chậu sành, chậu kiến, cái hồ, nó vẫn lội được mà nó không có đi ra xa được, vì nó ở trong cái phạm vi đó thôi, thì chim lòng cá chậu là không có thể đi đâu xa được hết, không có thấy gì được hết. Cho nên Đức Thầy mới đề cập chúng ta là biển khổ hồng trần ở chúng ta ở, nó lao lý đây vậy đó, là không có đi ra đâu được xa hết. Cho nên bây giờ quý vị thấy đi, hiện nay nếu cái người mà có duyên đó, người ta có lập công danh qua bên Mỹ nửa vòng trái đất 20.000 km, mà người ta đi phi cơ là có mấy chục tiếng đồng hồ là người ta tới chỗ rồi. Còn người không có điều kiện thì kính thưa quý vị, nhiều khi ở đây mà trong cái huyện chợ mới, cái xã nào đó thôi, nhiều khi một người không có dịp là người ta cũng không biết đi tới Long Xuyên, rồi nói chi tới Sài Gòn, tới chị Hà Nội mà qua ngoại quốc, phải không quý vị? Cho nên mỗi người nó có nhân duyên khác nhau, sự tu ở đây cũng vậy thôi. Người tu mà đúng theo 100% lời Đức Phật chỉ dạy thì sẽ đắc đạo, ngồi cái phẩm nó cao. Còn người mà 70% á, nghe theo lời Đức Phật, Đức Thầy thì hưởng cái cấp bậc nó 70%, còn người 50% hưởng 50, mà dưới 50% là không được điểm trung bình, là kể như không đắc đạo, cho nên phải bị đầu thai khổ. Thì điều này mỗi người nên hiểu biết, bị gì Đức Thầy dạy rất rõ ràng, chuyển lập hội Long Hoa chọn những đấng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi, người đủ các thiện căn để giáo truyền đại đạo, mà trong đó có định ngôi phân thứ, mới gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang. Thì kính thưa vị, hôm nay đồng đạo tâm có hỏi là biển hồng trần sớm gội cho xong, ngài lập hội mới mong trở lại. Và chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, miễn người ta trở lại ngai đàn. Thì kính thưa vị, chữ bằng là nghèo, chữ tiện là thấp hèn. Ý Đức Thầy dạy chúng ta là dù cho có nghèo, có hèn, có thấp đi nữa, thì dân chúng ta cớ chớ có ngại, miễn người ta trở lại ngai đường. Cũng như bây giờ á, quá khứ, hiện tại chúng ta đương làm cái nghiệp ác, là ví dụ như tất cả nghiệp sát sanh nó quá nặng, cho dai nặng lãi, hay là chứa điếm, buôn lậu những cái đồ quốc cấm, hay là làm những cái việc là nó trái đạo lý, nó trái cái pháp lực của hiến pháp của nhà nước, thì chúng ta là làm cái đó khi cơ quan chức năng, nhân viên chuyên nghiệp người ta gặp mình là người ta phải bắt mình, tùy theo tình tiết nặng nhẹ mà người ta phạt tù tội. Rồi còn của cải của mình thì người ta sẽ quản lý hết. Đó thì Đức Thầy mới dạy chúng ta là những cái câu dạy là chim tìm cây mới gọi chim khôn, người hiền đức mới là người trí.
Cho nên hiện nay là nhà nước chúng ta cũng đăng những cái bản là sống theo hiến pháp, làm việc theo pháp lực. Còn nếu chúng ta tu hành thì trong Đức Phật, Đức Thầy chúng ta là dạy chúng ta là học Phật tu nhân, là noi gương hạnh của Phật mà để hành xử đạo người. Thì chúng ta giữ như 8 điều răn cấm và bát chánh đạo, bát nhẫn, 10 điều khuyến tu Phật Thầy Tây An. Thì kính thưa quý vị, trong một bài nào của Đức Phật dạy mà quý vị giữ trọn vẹn là quý vị sẽ trọn lành, trọn sáng, quý vị sẽ đắc đạo, không mất cái vé về cực lạc. Mà hiện tại gia đình quý vị luôn luôn hạnh phúc, sống không có bị lo âu sầu não gì hết, thì đó là một điều vô cùng hạnh phúc. Cho nên cái chữ bằng tiện khuyên dân đừng nại, thì tất cả những cái nghề bất chánh, trái pháp lực đạo của nhà nước, trái đạo của Đức Phật, thì chúng ta buông bỏ. Thì cũng như Phật Thầy dạy đó, thà nghèo trong sạch mà chúng ta thảnh thơi linh hồn, sung sướng thân mà khổ não hồn, việc nên tránh chứ không nên nhiễm. Vì trong đầu có linh quang một điểm, ráng trao tria cho đến siêu dời, lớp vô minh bao phủ muôn đời, phải cố dẹt phá ra nơi sáng tỏ. Đó kính thưa quý vị là những cái sự dạy mà của trong kinh giảng là Đức Phật, Chư Bồ Tát, Thánh Hiền luôn luôn dạy chúng ta là điều hay lẽ phải, điều thiện lẽ chân. Thì chúng ta làm theo là chúng ta sẽ được hạnh phúc. Miễn cho ta trở lại ngai đàn, thì kính thưa quý vị, đường tiên của Đức Phật dạy, Đức Thầy thường dạy là đạo là như thể cái đàn, ta ra sức dọn cho toàn chúng sanh. Đó kính thưa quý vị, nó như thế đó. Bây giờ hiện nay quý vị thấy đi, bây giờ là những cái trận cuồng phong lốc xoáy ở miền Nam chúng ta đó, là thấy nó có quá nhiều rồi, mà thậm chí nó ra miền Trung, cũng như là ở cái đèo Bảo Lộc đó, sạt lở núi rồi nứt đất, lại cộng có tiếng nổ. Rồi ở ngoài Yên Bái cái làng Mù Cang Chài gì đó, đài báo truyền hình có đăng lên hết rồi. Sau khi cơn lũ nó đi qua là cái ngôi làng nó sơ sát luôn. À, quý vị thấy chưa, là Đức Thầy có nói rõ ràng mà, cảnh khổ thảm chiều mơi sẽ đến, dân cho còn thiếu mến trần mê, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê nam bang, cảnh khổ cũng kề bên tai. Thì quý vị thấy bao nhiêu năm trước ở bên Trung Quốc, Indo, bên nước Mỹ và các nước phương Tây, nó bị gió bão lụt mưa lũ là đường phố là đem cano lên chạy được, cho nên xe hơi ngập từ nửa chiếc đến hai phần chiếc. Mà hiện nay quý vị thấy đi, bao nhiêu cái báo đài, thời báo, báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và nhiều cái chương trình của trên TV thì nói bên Trung Quốc, quý vị thấy đi, xe hơi nó trôi thành một bãi tha ma, như là cái bãi phế liệu luôn. Xe mới mà nó trôi theo nước tốc độ mấy chục cái số giờ, nó va chạm xi măng gỗ chướng ngại vật với nhau mà nó tấp lại thành một đống như xe hơi phế liệu. Quý vị thấy cái cảnh hết sức đau khổ không? Chiếc xe là cả tỷ bạc của tiền Việt Nam mình bên đây. Mà như thế đó rồi quý vị thấy đi, bây giờ là Thầy mới dạy chúng ta là sao đến việc sơn băng kiệt thủy, khùng thảm thương bá tánh quá chừng, nhìn xem trần nước mắt rưng rưng, cảnh áo não kể sao cho xiết. Thì kính thưa quý vị, rất nhiều năm qua, nhất là những tỉnh ở miền Trung đó, quý vị thấy là đường giao thông đó, đường bộ là bên cạnh đồi núi thì lâu lâu có mưa to, cây ngã đá nó sạt xuống là xe không thể chạy được, làm ùn tắc trong bao nhiêu giờ. Cơ quan chức năng đem xe xúc, xe ủi lại dọn dẹp đất đá rồi xe mới lưu thông lên được. Còn bây giờ quý vị thấy đó, vừa rồi ở Bảo Lộc là lỡ chôn vùi cái đồn cảnh sát công an, mà chôn vùi ba công an luôn và một người dân ở đó lợi tiếp đó. Quý vị thấy bây giờ như thế đó là Đức Thầy dạy ứng nghiệm chưa, mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai rồi. Thì bây giờ gia đình nào ai mà biết tu trì thì sẽ được hạnh phúc. Đức Thầy dạy rất rõ ràng, tu cầu gia đạo vuông tròn, chồng hòa vợ thuận, cháu con sẽ thảo hiền, và tu cầu sao Phật quá tánh tình, lưới mê chẳng buộc là mình nhẹ mình tiêu dao. Thì tu cầu trăm họ hiền lương thì đồng thinh niệm Phật, tai ương mới chẳng còn quý vị. Và kết thúc là không còn thể bàn nữa. Đức Thầy dạy chúng ta sao tu cho rõ mối quyền thâm thì quy đạo Phật pháp mới khỏi lâm tai nạn. Thì kính thưa quý vị, điều này mà chúng ta ráng tu hành, mà chúng ta có bốn cái đại đức thì Thầy cũng dạy rồi, tu cầu bệnh tật tiêu tan, mà chúng ta từ bi hỷ xả, chúng ta mới được Phật ban phép lành, hoặc giả là
thành lòng nước lã nên hồ, hữu tâm chí đức thì chúng ta mới được cam lồ Phật ban. Thì kính thưa quý vị, điều này trong quyển nhì quyển tư Đức Thầy dạy rất là rõ. A Di Đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ mong mỏi chúng sanh, và hiện hào quang ngũ sắc hiền lành, đặng tìm kiếm như người hiền đức, kẻ tâm trí mau tỉnh thức, kiếm đạo màu đặng có hưởng nhờ. Vì cõi hồng trần nhiều nỗi nhuốc nhơ, ráng nghe rõ quyền cơ mà tránh, chốn tủ điếm ta nên xa lánh, tứ đổ tường đừng có nhiễm vào. Người tránh xa mới gọi trí cao, và xa bốn vách mang điều nhơ nhuốc. Thì kính thưa quý vị, hiện nay mà con người chúng ta mà giàu nghèo sang hèn gì, trí ngu gì, nếu mà chúng ta là làm những việc mà nó bị nhơ nhuốc rồi, trong xã hội người ta sẽ khinh khi chúng ta. Dù người đời hay người đạo đi nữa, nếu chúng ta làm cái điều nhơ nhuốc rồi, chúng ta giàu có nước cam lồ của Phật rửa cũng không sạch luôn, phải không quý vị? Cho nên trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ rơ cho đó. Hay hoặc giả là người thác thì còn ở thinh danh, hùm chết phải để dành gia tốt là chỗ đó đó quý vị. Cho nên bây giờ hiện nay là quý vị thấy rồi, khắp mọi miền đất nước chỗ nào cũng có lốc xoáy, rồi lỡ sụp đất, rồi tai nạn xe đụng lộn với nhau, rồi nhiều khi quả quạng, rồi nó là cháy nhà với nhau, rồi còn thù nhơ quán chợ xử lý dao Thái Lan đâm, rồi đủ thứ hung khí hết trơn. Ngày mà coi trên 60 giây là quý vị thấy đó, không có thể diễn tả được hết. Nó cho nên quý vị nghe Đức Thầy dạy là lớp đau chết kẻ thôi vô số, thêm tà mai quái chật đường, mà chốn hồng trần nhiều nỗi thảm thương, làm sao cứu những người hung ác. Thì quý vị thấy đi, Đức Thầy có tiên đoán trước mà, khổ thảm ngày nay có mấy sợ ngày sau dòm thấy bay hồn nữa quý vị ơi. Thì như thế nào là quý vị thấy bây giờ là thời buổi này nó đã đi đến cái cảnh khổ lao, thiên hạ đã hầu kề rồi. Thì từ cái chỗ đó đó là quý vị thấy đi, tuy thế giới bao hàm rộng rãi, vẫn nằm trong cái máy thiên cơ chuyển lai trong phút khắc giờ. Chúng sanh như cá mà đem hơi trên lò, thì kính tôi về đây là cái đoạn pháp này nó nằm trong cái quyển đường giải thoát của ông Thanh Sĩ đó quý vị. Cho nên bây giờ á, cái sự hệ vật hiện nay là chiến tranh của thế giới mà Đức Thầy có báo rồi. Đến chừng đó bốn phương có vật khắp hoàn cầu thiết thiết tha tha. Rồi á, từ chỗ đó quý vị thấy ông Thanh Sĩ cũng có dạy đó. Bây giờ á, là xưa đánh giặc dùng gươm với nỏ, nay thông minh cậy có súng bom, một lần giết được hàng muôn, dữ dằn gấp mấy ngàn lần hơn xưa. Thì kính thưa quý vị, hiện nay xin trích đọc một đoạn ở trong lời vàng trong mộng để quý vị nghe mà quý vị cảm kích coi ông Thanh Sĩ viết văn rồi à. Phật thương chúng không đành ngồi ngó, kêu con giàu chỉ rõ nguồn cơn, sắp ngày đảo Hải Di Sơn. Kính tôi, đảo Hải Di Sơn là dời non đó, đổi biển đó quý vị. Do cơn di dịch từng quần mà ra, nhân với vật thiết tha tha thiết, khắp hoàn cầu chém giết lẫn nhau, thay nằm giường thể núi cao, máu trôi ngập đất khác nào nước dân. Cảnh khổ thảm quỷ thần phải khiếp, cảnh đói khát quỷ thần cũng khiếp, sự oán hờn trời đất cũng kinh, mới có nhiều chứng bệnh phát sinh. Lương y đành phải ngồi khoanh mà nhìn, cảnh khổ thảm muôn nghìn xảy tới, dân khắp trong thế giới chịu chung. Lòng người càng lúc càng hung, nạn tai cùng càng lúc khắp cùng chưa thôi, nạn đến nỗi nhà vôi nhà gạch bị tiêu ra đất mịt mù, do lòng người chẳng chịu tu nên gây lắm nỗi thảm sầu đó đây. Việc đã thấy có ngay trước mắt, đâu phải là xa sắc khó tri, tại người chẳng chịu xét si, hoặc là biết đến ngơ đi không cần. Do đó mà Diêm Vương đã nhiều lần cảnh cáo, giảng kinh luôn chỉ bảo không ngừng, nhưng mà sanh chúng không cần, cho nên thường bị tử thần hành hung. Thì kính thưa quý vị, do nơi đó vừa rồi, nếu ai là người trí suy nghĩ ra thì phải biết cái cảnh khổ thảm như vậy là lo tu hiền, để sau này chúng ta có phước đức, chúng ta mới tránh khỏi được những cái nạn mà là tai họa như thế đó đó quý vị. Còn bây giờ nếu chúng ta là hờ hững hờ, việc tu thân thiện tính hững hờ, chừng họa đến e cho khó tránh, cũng như lời lành thì mắt lấp tai ngơ, đua theo vật chất, còn hẳn hờ đàn tiên thì lo cái tranh đấu cho anh chén cơm minh áo, mà không quan tâm đó lời màu nhiệm của Phật dạy để mà về cực lạc hết khổ. Thì kính thưa quý vị, tất cả gì nó cũng do cái nhân duyên của chúng ta mà.
trước cũng bởi vì nhơ bận thế, nay mới còn rơi trong bể hồng trần. Hiện thời nếu chẳng tu thân thì sau này khó tránh khỏi phần đầu thai đó quý vị. Tùy theo mà nghiệp mỏng dày đã tạo mà trí ngu bằng phú khác nhau. Dù cho khôn dại nghèo giàu, cũng già cũng chết cũng đau khổ đời thôi. Cho nên kính thưa quý vị, điều này ông Thanh Sĩ có dạy rất là rõ ràng. Ta bà thế giới rộng thênh, xưa nay thần chết không quên người nào. Kiếp này không sớm tẩu đào, cõi trần còn phải chui vào để chết thêm. Nhưng mà trước khi chết có đâu em, bao nhiêu đau khổ đổ lên đời mình. Nào danh, nào lợi, nào tình. Mất thì thương tiếc, được gìn hết hơi, lo cho đến chết hết đời. Người nào cũng thế, có người nào xong. Dù là kẻ dốt hay thông, cũng làm tôi mọi không công cho đời. Để tâm suy xét tột nơi, thấy rằng cái kiếp con người dối với ma. Người thương mấy cũng phải xa, vật ưa thích mấy cũng là bỏ đi. Mà chạy trời không khỏi tử quy. Tử quy là cái chết trở về với mình đó quý vị. Quy là trở về đó, tử là chết đó. Thì trăm mưu ngàn kế làm gì bớt ai, đâu bằng niệm Phật với ăn chay. Cầu về cực lạc mới khỏi ngày trầm lưng. Sanh tiền phải làm phước làm nhân, tất nhiên tử hậu quả trần hết đeo. Thì kính tu vậy, pháp thì vô biên, thì sức người nó tương đối. Thì đến đây thì xin phép nhắc lên những lời vàng tiếng ngọc tinh hoa của Phật Pháp. Trước khi dứt lời, chúc tất cả quý vị đồng đạo trong ngoài nước thân tâm thường an lạc, gia đình hạnh phúc và đạo quả thành tựu mỹ mãn. Xin hết. Nam Mô Di Đà Phật. Quả nó quá hay. Hay ho gì.